Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3701, Thiên Đạo Công Pháp Tiên Quân Cảnh. Nửa ngày sau, Trương Huyền cùng Giang Giao lần nữa trở lại Trục Tinh Cung. Đại trưởng lão Triệu Nguyệt nhìn thấy Giang Giao, tràn đầy khó tin. Còn tưởng rằng trước đó phân biệt, sẽ là vĩnh viễn, không nghĩ tới còn sống trở về. May mắn có Trương Huyền Tông Chủ cứu giúp. Giang Giao giải thích, Trương Huyền Tông Chủ, Trương Tông Chủ của Lăng Vân Kiếm Các. Triệu Nguyệt sững sờ. Giang Giao gật đầu, hỏi. Tông Chủ trở về chưa? Triệu Nguyệt lắc đầu. Không thể a hát, sau khi ta an toàn, liền chuyên môn truyền tin tức cho nàng, nhận được tin tức, tình huống bình thường sẽ trực tiếp trở về, làm sao sẽ không tới. Địa phương Tông Chủ đi, không có xa bằng hãm không thành, đạo lý bình thường, đối phương hẳn là về trước mới đúng, vì sao không có động tĩnh? Chờ một chút, có lẽ bị sự tình gì trì hoãn. Triệu Nguyệt cười cười. Tông chủ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa lại lặng lẽ rời khỏi, không người biết được, cho dù người ta cũng không biết, sẽ không có nguy hiểm. Giang Giao gật đầu. Tông chủ lúc nào rời khỏi, lại đi nơi nào, các nàng quả thực không biết, chỉ biết khoảng cách khẳng định không xa bằng hãm không thành. An bài Trương Huyền ở lại, chờ nửa ngày, cũng không thấy Đỗ Thanh Diên trở về, hai vị trưởng lão đều có chút sốt ruột. Đi tế tự điện, dùng phương thức tế tự liên hệ tông chủ. Giang Giao nhíu mày. Các nàng cùng Đỗ Cung Chủ ở chung hơn ngàn năm, biết tính tình của đối phương, chỉ cần nhận được tin tức, tình huống bình thường khẳng định sẽ lập tức trở về, quyết không trì hoãn. Bây giờ tin tức gì cũng không có, chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm. Vội vã đi vào tế tự điện. Trong gian phòng rộng rãi, một tế đàn xuất hiện. Cái tế đàn này, không có thần linh áp bức, hẳn là không sử dụng thần huyết. Hiến tế đủ loại đồ vật, một lát sau, mặt ngoài thiêu đốt ra lửa cháy hừng hực. Trục Tinh Cung thông qua tế tự, ngay cả thần linh vượt qua giới vực cũng có thể câu thông, chớ nói chi là người cùng một thế giới. Hỏa diễm vặn vẹo giống như tiến hành triệu hoán, Giang Giao trưởng lão liên tục nhỏ ba giọt máu, ngọn lửa trở nên vặn vẹo, tựa như biến thành một bóng người. Ngay lúc sắp hội tụ thành hình, đột nhiên ba một tiếng, hỏa diễm tán loạn, nổ tung lên. Trương Huyền cau mày. Dị linh tộc tế tự, hắn nhìn qua thư tịch liên quan, xuất hiện loại tình huống này, chỉ nói rõ một tình huống, đó chính là xảy ra biến cố. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quả nhiên thấy cảnh này, Giang Giao cùng Triệu Nguyệt đại trưởng lão khuôn mặt đều trắng bệch, thân thể run rẩy, sắp té ngã trên đất. Tông chủ xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Trương Huyền hỏi. Dưới tình huống bình thường, tế tự sẽ câu thông một tia ý niệm của tông chủ, xác định tình huống của nàng, trực tiếp nổ tung, tông chủ. Vô cùng có khả năng gặp nguy hiểm sinh tử. Giang Giao tràn đầy sốt ruột. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Đối phương liên tục thiết kế mấy phương pháp, thậm chí dùng Giang Giao thu hút người thần điện rời khỏi, chẳng lẽ vẫn bị phát hiện? Nếu thực như thế, thần điện là thật quá kinh khủng. Làm sao bây giờ? Giang Giao nhìn về phía Triệu Nguyệt đại trưởng lão cách đó không xa. Vì an toàn, thời điểm tông chủ rời đi, không nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là các nàng, cũng không rõ ràng đến cùng đi nơi nào. Không biết vị trí cụ thể, khẳng định cũng ẩn nặc tất cả lộ tuyến có thể để người tìm kiếm, cái này còn tìm thế nào. Chần chờ một chút, cổ tay Triệu Nguyệt đại trưởng lão khẽ đảo, một ngọc bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Trước khi tông chủ đi, đã chuyên môn thông báo. Nếu như nàng về không được, liền bóp nát ngọc phù này. Nói xong, không có quá nhiều do dự, nhẹ nhàng bóp một cái. Bù! Quang mang lấp lánh, một nhóm chữ hiện lên ở phía trước. Nếu như ta không về được, Lập Lăng Vân Kiếm Các Trương Huyền thành tân nhiệm tông chủ, nghe theo mệnh lệnh của hắn, không được làm sai. Cái này! Xem xong chữ viết phía trên, Triệu Nguyệt đại trưởng lão cùng Giang Giao trưởng lão nhìn nhau, vội vàng quay đầu nhìn lại. Trương Huyền cũng choáng váng. Vị Đỗ Cung Chủ này, vậy mà nhắn lại để cho mình làm tông chủ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cung chủ của các ngươi, là vị này. Dừng lại một chút, nghĩ đến cái gì, ngón tay Trương Huyền điểm một cái, một hư ảnh xuất hiện ở phía trước. Chính là lúc trước thần Dung Hoàng tế tự, từ thượng thương xuất hiện, mang hồn phách của Dung Hoàng đi. Là nàng. Triệu Nguyệt đại trưởng lão gật đầu. Quả nhiên. Trương Huyền cười khổ. Phát hiện người Trục Tinh Cung, là dị linh tộc hấp thu linh khí thủy ngân, hắn liền đoán được. Vốn nghĩ rất nhanh liền có thể nhìn thấy, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện biến cố.
người này biết quan hệ của mình và Lạc Nhược Hy, cũng biết người sau đi nơi nào, thật muốn xảy ra chuyện, nguồn tin tức sẽ triệt để cắt đứt. Xác nhận thân phận của đối phương, rõ ràng vì sao lại để cho mình làm tông chủ. Bây giờ có thể để một vị cường giả ngụy thần cảnh xuất hiện biến cố, trong thiên hạ chỉ có thể là thần điện. Mà muốn đối kháng thần điện, khả năng chỉ có mình, lĩnh ngộ thần chi kiếm ý. Đương nhiên, người khác không biết tên đám người Lưu Dương, Trịnh Dương, Đỗ Thanh Diên cứu một thần, khẳng định nghe qua, có lẽ đã sớm đoán được là cùng một người. Cho nên mới quyết định truyền vị trí Trục Tinh Cung cung chủ cho bản thân. Như vậy bốn đại tông môn triệt để liên hợp, đối kháng thần điện sẽ trở nên nhẹ nhõm. Trương tông chủ, hai người Giang Giao nhìn lại. Tông chủ đã bàn giao như vậy, khẳng định có tính toán của mình, người thấy thế nào? Hai người đều tận mắt thấy vị trước mắt này tế ra bốn thú sủng ngụy thần cảnh, cho nên đối với thực lực của hắn là không nghi ngờ. Lại thêm tông chủ đã nói như vậy, khẳng định có quyết định của mình, các nàng tuân theo là được. Đỗ cung chủ đã nói như vậy, ta có thể làm Trục Tinh Cung tông chủ. Trương Huyền gật đầu. Hắn cùng thần điện, sớm đã không chết không thôi, đã như vậy, mang nhiều một tông môn, cũng không có gì. Huống chi Trục Tinh Cung có thể nghĩ biện pháp câu thông Lạc Nhược Hy. Tốt, chúng ta chuẩn bị đại điển kế nhiệm, Trương tông chủ đi nghỉ ngơi trước, không có gì bất ngờ xảy ra, người năm đại tông môn khác, ngày mai đều sẽ tới chứng kiến. Triệu Nguyệt đại trưởng lão cười cười. Năm đại tông môn vì sự tình thông thiên kiều, từ lâu lên đường tập hợp, ngày mai gần như toàn bộ có thể tới, đã như vậy, vừa vặn để cho bọn họ cùng một chỗ chứng kiến. Mặc dù không biết vì sao tông chủ để tông chủ của Lăng Vân kiếm các quản lý Trục Tinh Cung, nhưng một khi làm như vậy, liền biểu thị hai đại tông môn triệt để liên hợp, cho dù là thần điện cũng sẽ thu liễm một chút. Tốt, Trương Huyền gật đầu. Mặc kệ làm tông chủ mấy tông, đối với hắn mà nói không tính là khó khăn, dù sao chính là trưởng quỹ buông tay, có người quản lý là đủ. Hai trưởng lão chuẩn bị chuyện này, Trương Huyền cũng vui vẻ tiêu dao, trực tiếp đi tàng thư khố của Trục Tinh Cung. Cho dù tu vi đột phá đến tiên quân, vẫn không cách nào đột phá cảnh giới cao hơn, cần sưu tập càng nhiều công pháp và bí tịch. Nửa ngày sau, rời khỏi tàng thư khố, Trương Huyền tìm một tĩnh thất. Trục Tinh Cung không hổ là chủng tộc có thể câu thông thần linh, trong đó công pháp bí tịch nhiều vô số kể, vượt xa Lăng Vân kiếm các, vạn thú môn, thất tinh lâu cộng lại. Đặc biệt là nghiên cứu phương diện linh hồn, vượt qua những tông môn khác quá nhiều. Tinh thần khẽ động, một bản thiên đạo vu hồn công pháp tiên quân cấp xuất hiện. Ngay sau đó, tất cả công pháp tiên quân cảnh tu luyện cũng tập hợp. Một bản thư tịch mới xuất hiện. Chỉ có ba chỗ thiếu hụt, hơn nữa cần bảo vật liền có thể bù đắp. Rất mau nhìn xong, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Công pháp liên quan tới tiên quân của Trục Tinh Cung không nhiều, nhưng chú giải cùng tâm đắc rất nhiều, toàn bộ dung hợp, pháp quyết trước đó tràn đầy thiếu hụt bù đắp chỉ còn lại có ba thiếu hụt. Trầm ngân thủy, tinh diệu thiết cùng với hàm diệp thảo. Ba thiếu hụt đối ứng ba loại bảo vật, mỗi một loại đều cực kỳ chân quý, giá trị lớn. Không kém gì ngân toản tinh thạch trước đó, thậm chí còn vượt xa. Hàm diệp thảo, trước đó ở hãm không thành, ta đã đạt được rất nhiều, giờ phút này lấy ra liền có thể sử dụng, hơn nữa so với dược hiệu bình thường càng lớn. Trương Huyền suy tính bảo vật trong tay mình có. Cho dù hãm không thành nguy cơ trùng trùng, nhưng bảo vật không ít, chỉ ít người khác tìm không thấy hàm diệp thảo, hắn đạt được không ít, đủ tu luyện. Còn tinh diệu thiết, trong chiếc nhẫn của Bạch Huyền Sinh vừa vặn có một viên. Lần trước ở Tiểu Kính Hải, lặng lẽ cướp chữ vật giới chỉ của Huyền Kính Môn tông chủ Bạch Huyền Sinh, lần này tới Trục Tinh Cung, lặng lẽ kiểm tra một chút, bên trong bảo vật không ít, vũ khí tiên quân đỉnh phong liền có hai thanh, đủ loại dược liệu, khoáng thạch, bảo vật cung cấp tu luyện vô số kể, thậm chí vừa vặn có tinh diệu thiết. Như vậy bảo vật cần có, chỉ thiếu trầm ngân thủy. Loại vật phẩm này, hắn nhìn qua thư tịch liên quan, giống như Long Châu, tồn tại ở chỗ sâu trong biển cả, rất khó tìm kiếm. Cho dù là thất tinh lâu thường xuyên bán ra bảo vật, cũng trong lúc nhất thời không có đầu mối. Đi thông thần điện nhìn một chút, nếu như có thể mua được tốt nhất, ở thông thần điện tuyên bố treo thưởng. Trong thư tịch có ghi chép liên quan tới loại vật phẩm này, hơn nữa biểu lộ tác dụng, đối với hắn tu luyện công pháp thiên đạo có chỗ tốt, cũng đủ để chứng minh, trên thế giới này, khẳng định có người sử dụng qua. Thất tinh lâu, Trục Tinh Cung không có nghĩa là thông thần điện không có. Thông thần điện trải rộng thiên hạ, bán ra đủ loại bảo vật, muốn nói chủng loại bảo vật, khả năng còn hơn xa thất tinh lâu, cho dù không có, thông qua thông thần điện tuyên bố treo thưởng,
hẳn cũng có thể tìm tới một ít tin tức hữu dụng. Nghĩ đến cái này, Trương Huyền không giàu dĩ, mau ra khỏi phòng, lần nữa tìm tới Triệu Nguyệt đại trưởng lão. Trục tinh cung chú đóng ở trục tinh đảo, cùng ngoại giới không có gì ngăn cách, đây là một thông thần ngọc phù tiên quân cảnh, người có thể trực tiếp sử dụng, tiến vào bên trong. Triệu Nguyệt đại trưởng lão đưa tới một ngọc phù. Trục tinh cung giống như thất tinh lâu, đứng sừng sững ở trong một thành thị lớn, không cần thiết chí mạng máy tính cục bộ ngăn cách, có thể trực tiếp đi vào thông thần điện. Đa tạ. Nàng đã có, cũng miễn mình đi tìm, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, lần nữa trở lại tĩnh thất, vừa định tiến vào bên trong, tìm hiểu tin tức Trầm Ngân Thủy, đột nhiên trong lòng hơi động, một ý nghĩ xông ra, vẻ mặt nghiêm trọng. Liên tục hai lần bị thần điện phát giác đánh lén, đều là bởi vì vào thông thần điện. Lần này có thể cũng giống như vậy hay không? Hết chương 3701. Chương 3702. Tiên quân cảnh đỉnh phong. Thời điểm ở Lăng Vân kiếm các, lần đầu tiên bị cao thủ thần điện vây công, là bởi vì vừa tiến vào thông thần điện, lần thứ hai ở Thanh Ba Thành cũng như vậy. Vốn không nghĩ tới điểm ấy, giờ phút này nhìn thấy phù trầm tử thông đồng với thần điện, có phải thông thần điện xuất hiện vấn đề hay không? Khổng sư lòng dạ thiên hạ, nhân nghĩa vô song, từ danh sư đại lục vẫn ngưỡng mộ không biết bao lâu, dựa theo tính cách cùng đức tính của hắn, tuyệt không có khả năng đầu nhập vào thần điện, làm ra sự tình tổn thương sáu đại tông môn. Nhưng thuộc hạ ra sao liền không nói được rồi, dù sao hắn đi vào thượng thương mấy ngàn năm, một mực không có xuất hiện, cũng là đoạn thời gian gần đây mới ra ngoài. Vô cùng có khả năng, thông thần điện kéo dài mấy ngàn năm, như rắn mất đầu, đã hư hỏng. Tựa như hắn, tùy thân kiêm Lăng Vân kiếm các, Vạn Thú Môn, Thất Tinh Lâu, Trục Tinh Cung bốn đại tông chủ, mặc kệ thế sự, rất nhiều trưởng lão không phân biệt được, có người xảy ra vấn đề cũng sẽ không rõ ràng. Phải hay không, thử một chút liền biết. Cầm ngọc phù ở trong lòng bàn tay, lần nữa tiến vào bên trong. Thông thần điện tiên quân cảnh, thoạt nhìn khá vắng vẻ, Trương Huyền đi vào trước đài. Các ngươi nơi này, có thể mua được Trầm Ngân Thủy hay không? Trầm Ngân Thủy. Phục vụ viên sửng sốt một chút, mở sách tiến hành thẩm tra, một lát sau mỉm cười. Bẩm báo vị tiền bối này, cho dù Trầm Ngân Thủy thưa thớt, nhưng thông thần điện vừa vặn có một ít. Bất quá, giá tiền tương đối cao. Bao nhiêu? Đại khái 500 vạn thông thần tệ. Phục vụ viên nói. Đây chính là giá cả cực cao. Hiện tại ta không có thông thần tệ, có điều ngươi xem một chút cái này, có thể hối đoái một phần hay không? Cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, mấy bình ngọc xuất hiện ở phía trước. Phục vụ viên nghi ngờ mở nắp bình, ngay sau đó cảm thấy một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, thân thể chấn động, tràn đầy khó tin. Đây là huyết dịch cường giả ngụy thần cảnh. Có huyết dịch ngụy thần cảnh, khổng sư ban cho lệnh bài kia, dùng hay không cũng không quan trọng. Dù sao cũng nên trả lại, không muốn thiếu người quá nhiều ân tình. Có đủ hay không? Đủ, tuyệt đối đủ. Phục vụ viên vội vàng xoay người. Ta hiện tại liền định giá. Cường giả ngụy thần cảnh, toàn bộ đại lục cũng không có bao nhiêu, tinh huyết trên người càng hy hữu không gì sánh được, mỗi một giọt đều ẩn chứa lực lượng vô tận, vô cùng chân quý, vị trước mắt này thoáng cái lấy ra ba bình, chỉ sợ một cường giả ngụy thần cảnh dưới tình huống không tổn thương căn cơ, tiêu phí mấy chục năm cũng không cách nào gom góp. Chỉ chốc lát, lần nữa đi trở về, phục vụ viên đồng dạng đưa tới 5 bình ngọc. Tiền bối, đây là Trầm Ngân Thủy, hết thảy 5 bình, giá trị vừa vặn đối ứng huyết dịch trước đó. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Có nhiều Trầm Ngân Thủy như vậy, lại thêm trước đó chuẩn bị xong hai bảo vật, đột phá đến tiên quân đỉnh phong đã không có vấn đề gì, hiện tại liền nhìn một chút, có thể dẫn tới thần điện đánh lén hay không. Rời khỏi thông thần điện, Trương Huyền cũng không sốt ruột rời Trục Tinh Cung, mà tìm tĩnh thất, đồng thời lấy ba kiện bảo vật ra ngoài. Huyết dịch ngụy thần cảnh xuất hiện, vô số linh khí giống như gió lốc hội tụ. Lấy đi thi thể phù trầm tử cùng trung niên thần điện, trên đường dùng nước tắm tiểu hoàng kê rửa sạch sẽ khí tức suy yếu, huyết dịch ngụy thần cảnh, đối với những khác người mà nói chân quý hầu như tìm không thấy, nhưng đối với hắn mà nói, trước đó bán ra bình ngọc chừng mấy chục, đủ sử dụng. Vận chuyển công pháp thiên đạo, lực lượng trong cơ thể Trương Huyền nhanh chóng tăng vọt. Tiên quân cảnh trung kỳ, tiên quân cảnh hậu kỳ. Sau nửa canh giờ, liền đạt đến cực hạn, tiên quân cảnh đỉnh phong. Bởi vì không có pháp quyết tu luyện ngụy thần cảnh, đây đã là cấp bậc cao nhất trước mắt hắn có thể đi đến. Pháp quyết ngụy thần cảnh, không có khả năng tiến đến cấp bậc thiên đạo, phương pháp duy nhất chính là đi con đường của mình,
sáng chế pháp quyết thuộc về mình. Trương Huyền biết vấn đề của mình. Công pháp thiên đạo là không có thiếu hụt, nhưng cái này hết lần này tới lần khác cũng là thiếu hụt lớn nhất. Trước đó không có ý thức được, nhưng lần trước tẩu hỏa nhập ma, đã bừng tỉnh hiểu ra. Thiên đạo có thiếu, ngay cả thiên đạo cũng có thiếu hụt, công pháp sao có khả năng không thiếu sót. Tu luyện công pháp không có thiếu sót càng lâu, tính ỷ lại càng mạnh, cuối cùng không còn loại pháp quyết cấp bậc này, sẽ không cách nào tu luyện, ý thất lạc cũng sẽ càng lúc càng nồng nặc, dần giả biến thành tâm ma. Không nói cái khác, hắn từ danh sư đại lục vẫn tu luyện công pháp không thiếu hụt, trong lòng đã có nương tựa rất lớn, chỉ cần cấp bậc không đạt tới, sẽ không muốn tu luyện. Giờ phút này biết rất rõ ràng công pháp ngụy thần cảnh không có khả năng gom góp, còn không bằng bản thân nghiên cứu, thông qua trí tuệ sáng chế một bộ. Người khác có thể làm được, hắn cũng nhất định có thể. Tinh thần khẽ động, đi vào phòng tu luyện của thư viện. Đây là lúc trước lúc Lạc Nhược Hy gần đi, dùng Xuân Thu Đại Điển để lại cho hắn, tốc độ thời gian trôi qua là gấp 10 lần danh sư đại lục. Cũng chính là danh sư đại lục qua một ngày, nơi này qua 10 ngày. Dùng tốc độ tu luyện cực nhanh. Sau khi đi vào thượng thương, vốn cho rằng tốc độ thời gian trôi qua sẽ thay đổi, không nghĩ tới vẫn như cũ là gấp 10 lần danh sư đại lục, nói cách khác, là gấp 100 lần hiện tại. Thượng thương một ngày, nơi này qua 100 ngày, hơn 3 tháng. Ngoại giới một canh giờ, bên trong 100 canh giờ, tương đương với 8 ngày. Lăng Vân kiếm thần quyết, có thể để người ta đột phá ngụy thần ở trong óc chảy qua một lần, Trương Huyền căn cứ công pháp thiên đạo mình tu luyện, tỉ mỉ cân nhắc. Không biết bao lâu, vận chuyển chân khí, phun ra một ngụm máu tươi. Lần đầu tiên, thất bại. Cũng không nhụt chí, lần thứ hai thí nghiệm, thất bại. Liên tục thí nghiệm hơn 100 lần, cuối cùng đều là thất bại. Ngụy thần quả nhiên không phải dễ dàng đột phá như vậy. Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng may nắm giữ nước tắm tiểu hoàng kê, có thể khôi phục thương thế nhanh chóng, nếu không thí nghiệm như vậy, chân khí đã sớm ngược dòng, tẩu hỏa nhập ma. Cảm giác tinh thần tràn đầy mỏi mệt, lui ra Xuân Thu Đại Điển. Quan sát bốn phía, ngoại giới mới qua không đến một nén nhang. Thư viện ở trong óc, có thể tùy thời cân nhắc. Phân ra một tia ý niệm, ở trong đó tiếp tục nghiên cứu đột phá công pháp ngụy thần cảnh, bản thân thì đi ra tĩnh thất. Trải qua tu luyện, tu vi đã đột phá đến tiên quân đỉnh phong, sức chiến đấu so với ngụy thần bình thường chỉ mạnh không yếu, vừa vặn đi xem một chút, có thể thu hút người thần điện tới hay không, thuận tiện kiếm chút huyết dịch ngụy thần, hoặc là các loại pháp bảo. Ai cũng không có nói cho, lặng yên không tiếng động rời khỏi Trục Tinh Cung, đi vào một hải vực không người. Cong ngón tay búng một cái, trận kỳ tựa như giọt nước rơi vào đại dương. Cường giả thần điện đều rất cường đại, cho dù hiện tại hắn thủ đoạn rất nhiều, cũng không dám xem thường. Ngồi ở trên mặt biển, chờ hơn một canh giờ, không người đến đánh lén, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chẳng lẽ, thần điện không phải thông qua ta đi vào thông thần điện phát hiện? Trương Huyền nhíu mày. Thần điện cường đại như thế, đã quyết định muốn giết mình, tuyệt không có khả năng chỉ vì bố trí trận pháp liền không xuất hiện, chờ lâu như vậy, cũng không có người tới, có thể là đến bây giờ còn không biết tin tức của mình. Nói như vậy, thần điện phát hiện bản thân, cũng không phải thông qua thông thần điện. Vậy lại là cái gì? Tỉ mỉ nhớ lại, thân thể Trương Huyền siết chặt, chẳng lẽ là bởi vì lệnh bài của Khổng Sư? Hai lần bị phục kích, trừ đi qua thông thần điện, còn dùng qua lệnh bài, sẽ không phải bởi vì như vậy, mới bại lộ dấu vết chứ? Thử một chút, tinh thần khẽ động, ngụy trang thành một bộ dáng khác, xác nhận người khác không cách nào nhận thức mình là Trương Huyền cùng đám người Trịnh Dương. Lần nữa đi vào thông thần điện, đưa lệnh bài Khổng Sư tới. Ta muốn tiên nguyên đan tuyệt phẩm, có bao nhiêu, lấy ra cho ta bao nhiêu. Tiên nguyên đan tuyệt phẩm, ta đi ngay. Phục vụ viên vội vã rời khỏi, sau nửa canh giờ, đưa tới hai bình ngọc. Loại cấp bậc này, chúng ta chỉ có thể tìm tới 20 viên, nhiều hơn nữa liền không làm được. Trương Huyền gật đầu. 20 viên, đã không ít, tiên nguyên đan thượng phẩm giá cả cực cao. Mỗi một viên đều giá trị 2 vạn thông thần tệ, tuyệt phẩm đắt gấp 100 lần, nói cách khác, một viên giá trị 200 vạn, 20 viên, 4.000 vạn thông thần tệ. Trước đó, tuy giá cả trầm ngân thủy là rất đắt, nhưng ở trước mặt mấy viên đan dược này, đã không tính là cái gì. Ý niệm rời khỏi thông thần điện, lấy dược vật ra, tùy ý mở một bình, quả nhiên cảm thấy trong đó lực lượng nồng đậm tinh thuần, cho dù đối với tu vi hiện tại của hắn, cũng có tác dụng cực lớn.
Nếu như có thể tìm được công pháp đột phá ngụy thần, những đan dược này hoàn toàn có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Thực lực của hắn bây giờ không kém gì cường giả ngụy thần cảnh, cho nên tinh huyết của ngụy thần cảnh cho dù mạnh mẽ, đối với hắn mà nói, tác dụng đã không lớn. Đang giàu về sau muốn đột phá ngụy thần, sẽ không đủ linh khí bổ sung làm sao bây giờ, giờ phút này có 20 viên đan dược, hẳn là không cần sầu muộn nữa. Duỗi ra lưng mỏi, chậm rãi đứng dậy, nhìn quanh hai bên một vòng, vẫn không có phát hiện cái gì, dừng lại một chút, Trương Huyền vừa định rời khỏi vùng biển này, lần nữa trở lại trục tinh đảo, liền cảm thấy không gian bốn phía vặn vẹo, ánh nắng phảng phất như trong nháy mắt bị tước đoạt, sau một khắc, đã đi vào một địa phương tràn đầy tinh không. Hô hô hô, một lão giả xuất hiện ở phía trước, hình dáng 60 tuổi, mặc áo xám xanh, yên tĩnh đứng ở tại chỗ, giống như u linh lơ lửng trong đêm tối, để cho người ta từ nội tâm sinh ra sợ hãi. Thần điện, Trương Huyền híp mắt lại, nắm đấm siết chặt. Trước đó đi vào thông thần điện, đối phương không xuất hiện, giờ phút này sử dụng lệnh bài khổng sư ban cho lại xuất hiện, liền chứng minh sở dĩ có thể tiết lộ thân phận của mình, là bởi vì lệnh bài kia. Khổng sư ban cho đồ vật, trở thành đồ vật định vị, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vị vạn thế chi sư ở danh sư đại lục, đã phản bội 6 đại tông môn, gia nhập thần điện? Lại hoặc hắn bị che đậy, không biết ban cho ngọc bài ẩn chứa năng lực có thể để cho thần điện định vị. Bất quá mặc kệ loại nguyên do nào, xác định được căn do phát hiện, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cũng không cần lo lắng, chẳng biết lúc nào sẽ bị người thần điện đuổi theo. Trương Huyền trầm tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả trước mắt, chỉ nhìn một cái, lông mày không khỏi nâng lên, tiên lực trong cơ thể cấp tốc vận chuyển. Hết chương 3702. Chương 3703. Phục kích cường giả thần điện. Lấy thực lực của hắn bây giờ, vậy mà không cách nào nhìn thấu tu vi chuẩn xác của đối phương. Cho đến trước mắt, đã thấy ngụy thần, tu vi cao nhất chính là Lăng Vân kiếm các Hàn kiếm thu, phù trầm tử cùng trung niên kia. Nhưng so sánh với lão giả trước mắt này, tựa hồ kém không chỉ một chút. Trên người mang theo lực lượng thôn phệ thiên địa, hắc ám cùng tinh không bốn phía giống như từ trong cơ thể hắn phát ra, đen như mực, để cho người ta không tránh thoát được, cũng không chạy khỏi. Thuần phục bốn đại tiên thú ngụy thần cảnh, chém giết phù trầm tử cùng Huỳnh Trần, khó trách chủ nhân coi trọng ngươi như vậy, vừa xuất hiện liền để ta nắm chặt thời gian động thủ. Cũng không phủ nhận, lão giả nhìn lại nói. Không nghĩ tới. Ngắn ngủi chừng 10 ngày, người đã đạt đến loại tình trạng này, xem như ta muốn nhẹ nhõm bắt được, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Người biết ta giết phù trầm tử cùng vị trung niên kia. Trong lòng Trương Huyền căng thẳng, Huỳnh Trần hẳn là trung niên thần điện, bởi vì lúc trước một mực không nói tên, cho nên không rõ ràng tên gì. Nhưng cường giả ngụy thần cảnh, hết thảy giết 3 vị, có thể đáng đối phương nói như vậy, hơn nữa cùng phù trầm tử cùng lúc xuất hiện, chính là vị này. Chỉ là, thời điểm chém giết 2 người này, ở hãm không thành phong bế 4 phía, không người nào có thể phát hiện, đối phương làm sao biết được. Hơn nữa thuần phục 4 đại tiên thú, lặng lẽ tiến hành, dùng thân phận cũng là Lưu Dương, đối phương nói ra, chẳng phải cho thấy là thân phận thất tinh lâu tông chủ cũng đã phát giác. Cái này chẳng lẽ chính là thần điện? Nguồn tin tức thật đáng sợ. Thần điện muốn biết, không có sự tình không biết. Lão giả lãnh đạm, nhìn về phía thanh niên trước mắt. Đi theo ta đi, cho dù ngươi có 4 thú sủng, còn có pháp bảo ngụy thần cảnh của thần điện, đối mặt ta vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Không thử một chút làm sao biết. Lông mày dương lên, Trương Huyền cũng không phí lời, 4 tiên thú ngụy thần cảnh lập tức xuất hiện ở phía trước, đồng thời xông tới, sau một khắc, 10 chuôi trường kiếm tiên quân đỉnh phong, ở trên không trung hóa thành dấu vết cắt nát không gian, thẳng tắp chém xuống. 4 đại thần thú, 10 trường kiếm tiên quân, lại phối hợp xích sắt ngụy thần cảnh. Tinh không tựa hồ muốn đánh rơi xuống, có điều chẳng biết tại sao, bất kể như thế nào cũng không thể đi vào trước mặt lão giả, thoạt nhìn chỉ kém mấy bước, lại tựa như khoảng cách thiên nhai. Hạt không gian. Đồng tử Trương Huyền co rút lại. Phu hồn xuyên toa, chính là mượn khe hở giữa hạt không gian. Loại tình huống này, ban đầu ở danh sư đại lục gặp được, không gian biến thành hạt căn bản, bất luận tốc độ phi hành có bao nhanh, cũng không thể lại tới gần mảy may. Chẳng lẽ lão giả này cũng làm được điểm ấy, chấn vỡ không gian trước thân thể, biến thành hạt căn bản, để cho người ta rơi vào trong đó, tựa như rơi vào cát chảy, tu vi mạnh hơn cũng vô dụng. Không đúng, không phải hạt không gian, mà là tràn đầy tinh không, tựa như lĩnh vực, chỉ cần rơi vào trong đó,
phải nghe theo quy củ hắn lập xuống, không để cho tới gần, chỉ cần thực lực không cao hơn đối phương, liền không cách nào tới gần. Trương Huyền rất nhanh phản ứng lại. Hạt không gian, uy lực hẳn không lớn như vậy, bởi vì tu vi đi đến ngụy thần cảnh, tiên lực tản ra, có thể ngăn cản loại lực lượng này, nhưng giờ phút này lại không làm được, hiển nhiên không phải thứ này, mà là một loại năng lực càng thêm mạnh mẽ. Có chút giống một lời định quy tắc, vạn pháp tới đi theo của Khổng Sư. Nói cách khác, mình bị lôi kéo vào phiến tinh không này, quy tắc đều là đối phương lập ra, cái này còn đánh như thế nào? Tiểu Kê, ngươi chết chưa? Biết còn coi thường cường giả thần điện, Trương Huyền cũng nhịn không được nữa, triệu hoán tiểu hoàng kê giấu ở trong túi thú sủng. Nếu như muốn nói có thể đối kháng vị trước mắt này, chỉ sợ chỉ có nó. Tuy bình thường không đáng tin cậy, chỉ biết ăn, nhưng năng lực không thể nghi ngờ. Vù vù, tiểu kê nằm ở trong túi thú sủng, không có một chút động tĩnh. Tên này, sau khi ăn trộm một giọt thần huyết, liền không có động tĩnh, đã qua hơn 2 ngày lại còn như vậy, Trương Huyền tức giận nghiến răng, nhưng không có cách nào. Thật là hố. Không thể dựa vào tên này, chỉ có thể dựa vào bản thân. Lông mày nâng lên, Trương Huyền nhìn về phía lão giả trước mắt. Đối phương vẫn không động, đứng tại chỗ, yên tĩnh như một bức tranh, mặt mỉm cười thản nhiên nhìn qua, nhưng chẳng biết tại sao, Huyền Bối Quy, đại xa, không cách nào tới gần, thậm chí đủ loại công kích, cũng giống như bị đọng lại ở trong thời không, không cách nào đi vào trước mặt đối phương. Không cần làm vô dụng công, ở đây, coi như ngươi thật có thực lực ngụy thần cảnh, cũng không đả thương được ta. Lão giả cười nhạt một tiếng, bàn tay đột nhiên vỗ một cái. Lạch cạch, đám thú Huyền Bối Quy lập tức nằm ở mặt biển, giống như có nham thạch to lớn đè ở sống lưng, muốn nhúc nhích cũng không làm được, chớ nói chi là tiến công. Đây là bảo vật của thần điện chúng ta liền thu hồi. Đè 4 thần thú không cách nào phản kháng, bàn tay lão giả nhẹ nhàng vồ một cái, xích sắt lơ lửng giữa không trung, bất cứ lúc nào đánh lén bay đi, yên tĩnh rơi vào lòng bàn tay đối phương. Chính là thời điểm này. Thấy xích sắt đến lòng bàn tay hắn, Trương Huyền cũng không thất lạc, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, lông mày bỗng nhiên nâng lên. Vù vù. Trước sau 2 thi thể ngụy thần cảnh bất ngờ xuất hiện. Ầm, ầm. 2 tiếng nổ to lớn, không gian trước mắt vặn vẹo đổ sụp, nguyên bản tinh thần cố định ở trên trời, đêm tối tựa như màn sân khấu bị xé rách, xuất hiện từng nếp nhăn cùng vết rách. Phốc. Lão giả không nghĩ tới, Trương Huyền sẽ hung ác như vậy, luyện hóa thi thể ngụy thần cảnh. Trực tiếp tự bạo, càng sử dụng thần binh ngụy thần cảnh làm mồi nhử. Thậm chí bất chấp sống chết của nó. Sau khi bùng nổ, kiện binh khí này khẳng định cũng thương thế cực nặng, gần như muốn phế. Đáng ghét, ta vốn không muốn giết ngươi. Con mắt đỏ thẫm, khuôn mặt lão giả đầy máu tươi, cao giọng gào thét. Thật mạnh. Thấy đối phương chưa chết, chỉ trọng thương, Trương Huyền không khỏi khen ngợi. 2 cường giả ngụy thần cảnh. Trên đường tới chuyên môn luyện chế thành vô hồn kim nhân, cho dù chỉ là đồ vật một lần, nhưng nếu có thể giải quyết cường giả hắn cũng không thể chống lại, tuyệt đối là đáng giá. Một mực tính toán, như thế nào mới có thể để 2 người này cận thân, suy tư rất lâu, quyết định đặt ở trên xích sắt. Xích sắt này, là pháp bảo phòng ngự của thần điện, vô cùng chân quý, đối phương nhìn thấy nó hiệu chung mình, khẳng định sẽ dùng thủ đoạn hàng phục, mà bản thân thì giấu 2 thi thể ở trong đó. Một khi xích sắt bị đối phương bắt được, trực tiếp dẫn nổ. Quả nhiên làm ra kỳ hiệu. Chỉ là không nghĩ tới, tên này thực quá cường đại, 2 ngụy thần đồng thời tự bạo, khoảng cách gần như thế, 4 tiên thú cũng chưa chắc có thể chống lại, hắn vậy chỉ bị một chút tổn thương liền không sao. Khó trách lần này vây công mình chỉ một cái, xem ra người thần điện cũng biết, ngụy thần phổ thông tới bao nhiêu chết bao nhiêu, trực tiếp xuất hiện một vị cường đại nhất. Loại thực lực này, may mắn trước thời hạn có chuẩn bị, nếu không thật số kiếp đã định. Chết! Gào lên một tiếng, lão giả xông lại, vừa mới khẽ động, không gian vặn vẹo, xuất hiện một mảng lớn khói đen. Những sương mù này tựa như thiêu đốt tạo ra khói đặc, để cho người ta phân biệt không ra phương hướng, vừa rồi bùng nổ, để lĩnh vực giống như bảo vật xuất hiện vết rách, này mới khiến những vật kia lan tới. Người cảm thấy loại khốn trận cấp bậc này có thể chống đỡ được ta. Nhìn ra loại hình trận pháp, lão giả nghiến răng. Chỉ cần giữ không nổi, cho dù trọng thương, ta đồng dạng có thể chém giết 4 tiên thú của ngươi, ngươi bắt về gặp chủ nhân, huống chi, loại tổn thương này, không tính là gì. Ầm ầm, tiên lực sôi trào, linh khí 4 phía rất nhanh tràn tới, thương thế của lão giả mắt thường có thể thấy được khôi phục.
thi triển bí pháp đặc thù nào đó, thương thế nghiêm trọng như vậy lại bị mạnh mẽ áp chế. Ta biết năng lực khôi phục của ngươi mạnh, biết chủ nhân ngươi khẳng định lợi hại hơn, nhưng ngươi thật cho rằng đây là khốn trận đơn giản. Nhìn thấy động tác của hắn, Trương Huyền dường như đã sớm đoán được, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng không? Lão giả sững sờ, ngay sau đó đồng tử co rụt lại, thân thể không tự chủ được run rẩy. Ngươi mang khí tức suy yếu ở trong hãm không thành ra ngoài, hòa vào trận pháp. Không sai, nếu như ngươi không bị thương, những khí tức suy yếu này không cách nào tổn thương, thậm chí coi như trọng thương, lấy lực khống chế của ngươi, những vật này cũng chưa chắc có thể thương quá sâu. Đáng tiếc, ngươi muốn bắt ta, sử dụng thủ đoạn khôi phục thương thế nhanh chóng, mà muốn làm đến điểm ấy, nhất định phải hấp thu đại lượng linh khí, cho nên liền dễ làm, những hắc khí này, kèm theo linh khí đi vào kinh mạch của ngươi, đã thâm nhập lục phủ ngũ tạng. Trương Huyền nói, vào hãm không thành một chuyến, phát hiện khí tức suy yếu mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể không thu thập một ít. Bất quá, thứ này giống như độc dược mãn tính, đối phương dùng lực lượng che đậy mà nói, thời gian dài mặc dù đồng dạng có thể xâm nhập, nhưng hiệu quả có chút tạm được, không thể giải quyết tai họa ngầm trước mắt. Cho nên hắn muốn ép đối phương nghĩ biện pháp chữa thương. Một khi chữa thương liền cần linh khí, nhất định phải từ bốn phía hấp thụ, như vậy liền giống như uống thuốc độc, lại dùng vật đại bổ phụ trợ, trong nháy mắt những khí tức đặc thù này liền xâm nhập tất cả kinh mạch, giống như ở hãm không thành không biết bao lâu. Phốc, liên tục phun ra ba ngụm máu đen, lão giả không ngừng run rẩy, chỉ cảm thấy cả người sắp muốn nổ. Lời thề son sắt đến, vốn cho rằng cho dù đối phương có một ít thông minh, thực lực cũng tạm được, đối đầu bản thân, sẽ chỉ một con đường chết, nằm mơ cũng không nghĩ đến, sẽ có kết cục này. Xì xì xì, khí tức suy yếu chạy ở trong người, thương thế càng ngày càng nặng, trước mắt biến thành màu đen, không ngừng lay động, xem ra tùy thời có thể từ không trung rơi xuống. Xem như ngươi lợi hại, có điều coi như ta trọng thương, ngươi cũng không giết được ta. Biết loại tình huống này, còn muốn đánh giết đối phương đã không làm được, lão giả cắn răng một cái, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, thẳng tắp bay đi. Nhiệm vụ không làm được, hắn lại bị trọng thương, hiện tại chỉ có thể trở về, để chủ nhân ra tay giúp đỡ khu trừ loại khí tức suy yếu này. Nếu không, không chống nổi nửa canh giờ, sẽ triệt để chết, biến thành một thi thể. Muốn đi? Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Không còn kịp rồi. Kèm theo hắn nói, một thanh trường mâu lập tức phá không bay đến, ghim xuống đầu của hắn, phốc từ bả vai xuyên qua, treo hắn ở trên không. Hết chương 3703. Chương 3704. Hoàn toàn tự bảo. Cây trường mâu này, chính là bảo vật ngụy thần cảnh của trung niên thần điệt, trên đường tới đồng dạng luyện hóa, một mực không có thi triển ra, chính là ẩn giấu ở lộ tuyến hắn chạy trốn, cấp cho một kích chí mạng. Đổi lại trước đó, muốn thành công gần như không có khả năng, giờ phút này đối phương bị trọng thương, lại thêm bị khí tức suy yếu ăn mòn, thực lực trăm không còn một, càng là đánh lén, cho dù bị tránh thoát đầu, nhưng từ bả vai xuyên qua trước ngực, thương thế đủ để hắn không cách nào rời đi được nữa. Phù phù, không nắm được lực lượng của thân thể, từ không trung rơi xuống nước, tóe lên một mảng lớn bọt nước. Ô ô ô, đi vào trong nước, bốn tiên thú liền đến sân nhà, mặt biển kích động, không ngừng lăn mình, mấy hơi thở sau, lão giả thoi thóp liền xuất hiện ở phía trước. Nếu như nói vừa rồi rất nhiều thủ đoạn của Trương Huyền để hắn ném đi chín thành tính mạng, bốn đại tiên thú vây công, một thành kia lần nữa tiêu hao hết chín thành. Hiện tại loại tình huống này, nếu không phải quanh năm suốt tháng rèn luyện ra ý niệm kiên cường, chỉ sợ sớm đã rơi vào hôn mê, triệt để mất đi ý thức. Chủ nhân trong miệng ngươi là ai? Vì sao muốn giết ta? Thấy bốn đại tiên thú bắt hắn tới, trong thanh âm của Trương Huyền mang theo thôi miên cùng mê hoặc. Phu hồn sư am hiểu nhất chính là thẩm vấn, có thể biết tất cả muốn biết, những thủ đoạn này, bình thường chỉ là không muốn dùng mà thôi. Ta rốt cuộc biết, tại sao chủ nhân muốn bắt ngươi? Quả nhiên có bản lĩnh. Không bị bất kỳ mê hoặc gì, lão giả cười lạnh. Thắng làm vua thua làm giặc, ta đã thua, chỉ có thể chết một lần, muốn từ trong miệng moi ra tin tức, nằm mơ. Nguy rồi, lui. Đối phương nói còn chưa dứt lời, đồng tử Trương Huyền co rụt lại, không để ý tới mặt khác, vội vàng xông vào trong biển, bốn tiên thú cũng biết nguy cơ, không dám phí lời, đồng thời chui vào đại dương. Mới đi vào mặt nước, một tiếng nổ mạnh lập tức truyền vào trong tai, ngay sau đó cảm giác áp bách cùng sóng nhiệt ngập trời hạ xuống, tựa hồ muốn sấy khô toàn bộ mặt biển.
đám mây hình nấm to lớn từ bên trên bay lên, bùng nổ nâng lên đại dương, rơi lả tả mấy trăm cây số, tựa như hạ xuống mưa to. Phốc phốc phốc, Trương Huyền cùng bốn tiên thú đồng thời phun ra máu tươi, qua thật lâu mới đứng vững thân hình. Từ phản ứng lại, đến lực lượng truyền tới, không đến ba cái hô hấp, thời gian ngắn như vậy, bọn hắn đã đi tới mấy vạn mét, dù vậy cũng suýt chút nữa không kháng trụ được, bị nổ chết tại chỗ. Như vậy có thể nghĩ, nếu quả thật ở trung tâm vụ nổ, vô cùng có khả năng đã vạn kiếp bất phục, hồn phi phách tán. Tự bảo, lần nữa trở lại mặt biển, nhìn cách đó không xa, mặt biển bởi vì bùng nổ xuất hiện cái hố to lớn, cho dù huyền bối quy phòng ngự vô địch, vẫn không ngừng run rẩy. Đã sớm nghe nói tu luyện giả thần điện từng cái đều là người điên, chỉ là không nghĩ tới. Điên như vậy. Không nói hai lời, trực tiếp tự bảo. Nếu không phải chủ nhân phản ứng nhanh, mang theo bọn chúng chạy đến đại dương, chỉ sợ đã bị nổ chết tại chỗ. Quá kinh khủng. Đáng tiếc. Trương Huyền lắc đầu. Chủ nhân là cảm xúc hắn, thật vất vả tu luyện ra thực lực, liền tự bảo như thế, quá không quý trọng sinh mệnh sao. Đại Sa nhìn qua. Ta chỉ là cảm xúc. Hao tốn đánh đổi lớn như vậy, một chút chỗ tốt cũng không có, có phần thương cảm. Trương Huyền nói. Bốn tiên thú. Vì đánh giết tên này, là bỏ hết cả tiền vốn, thi thể ngụy thần cảnh, khí tức suy yếu, thậm chí xích sắt cũng bị trọng thương. Vốn nghĩ chí ít có thể đổi một bộ khôi lỗi càng cường đại hơn, kết quả. Cọng lông cũng không có dư một cái. Hoàn toàn tự bạo, tất cả hồn phách giải tán, nói cách khác, lần chiến đấu này, tổn thất lớn như vậy. Lại không thu hoạch được gì, suy nghĩ một chút cũng buồn bực. Bất quá nếu là sinh tử chiến, khẳng định có sai lầm, chí ít hắn không bị tổn thương, nhưng đối phương chết, coi như là kiếm lời. Bàn tay chảo một cái, xích sắt bay tới, ngón tay điểm một chút, mấy bình nước tắm xuất hiện, bao phủ nó ở bên trong. Xì 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 xì. Thời gian không dài, thương thế của xích sắt hoàn toàn khôi phục, lại không còn suy yếu như trước đó. Để tên này mạo hiểm. Tự nhiên sớm tính toán đến điểm ấy, nếu không lãng phí một pháp bảo phòng ngự ngụy thần cảnh, hắn cũng không nỡ. Trở về đi. Biết thần điện ăn thiệt thòi lớn như vậy, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không phái người tới, tiếp tục đợi ở chỗ này, cũng dẫn không đến cường giả. Trương Huyền đang định thu đám thú huyền bối quy về túi thú sủng, một thanh âm vang lên. Chủ nhân, vừa rồi ngươi tìm ta, có chuyện gì sao? Tiểu Hoàng Kê xuất hiện ở phía trước, thân thể gầy nhỏ, không ngừng lay động. Tựa như say rượu vừa tỉnh. Ra đầu Trương Huyền nhảy loạn, cố nén xúc động xông tới hành hung một trận. Vừa rồi thời điểm dùng nó, ngủ say bất tỉnh, tựa như đã chết, kẻ địch tự bạo lại tỉnh lại, còn hỏi chuyện gì. Nếu không phải tính tình tốt, hơn nữa khả năng đánh không lại đối phương, khẳng định đã sớm xuất thủ. Thực lực của ngươi, làm sao không có tăng thêm? Đại Sa nghi ngờ hỏi. Trương Huyền sững sờ, vội vàng nhìn lại, cũng cảm giác được không đúng. Vốn cho rằng tiểu hoàng kê nuốt thần huyết, tu vi sẽ bạo tăng một đoạn dài, giống như đám thú huyền bối quy, đại sa, trực tiếp đột phá tiên quân đỉnh phong, thành tựu ngụy thần, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Giống như trước đó, không chỉ tu vi không có biến hóa chút nào, dáng người cũng hoàn toàn tương đồng. Giống như thần huyết đối với nó không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Cái này sao có thể? Dù máu kia không tới một giọt, nhưng thực sự là huyết dịch thần linh. Làm sao hiệu quả gì cũng không có. Ta cũng không biết, uống giọt máu kia, cảm giác giống như uống say, đi ngủ một hồi. Dường như, trừ để gà buồn ngủ ra, thì không có công hiệu gì. Nhìn chung quanh một chút, tiểu hoàng kê giãy giụa cái đuôi nói. Thật ra thì nó cũng rất buồn bực, có phần nghi ngờ nhân sinh. Đồng dạng cho rằng, nuốt thần huyết liền có thể để tu vi tiến bộ, thành công đột phá ngụy thần, hiện tại xem ra, hoàn toàn vô dụng. Đã như vậy, nó nên làm gì để tiến bộ? Được rồi. Tỉ mỉ hỏi thăm một lần, thậm chí dò xét, phát hiện tiểu hoàng kê này quả thực giống như trước khi thôn phệ thần huyết, không có gì khác nhau. Lúc này Trương Huyền mới bất đắc dĩ khoát tay áo, thu bốn đại tiên thú cùng tiểu hoàng kê vào túi thú sủng, lần nữa bay về phía trục tinh đảo. Tu luyện thêm vào thiết kế phục sát cường giả thần điện, gần như chơi đùa một ngày, kế nhiệm đại điển của trục tinh cung cung chủ cũng sắp tổ chức. Trước đó bất luận kế nhiệm vạn thú môn tông chủ hay thất tinh lâu, đều dùng tên giả, người khác đều cho là hai người, hiện tại cùng một Trương Huyền, thành tông chủ của Lăng Vân kiếm các cùng trục tinh cung. Thật không biết sẽ gây ra động tĩnh bao lớn. Đoán chừng hiện tại, ở trên trục tinh đảo, những tông môn khác đã biết tin tức, đều sẽ xích mích a.
giống như Trương Huyền đoán, trên trục tinh đảo xác thực đã xích mích. Trục tinh cung ta, vì sao phải lập một người ngoài làm tông chủ? Hơn nữa cung chủ đi nơi nào? Vì cái gì không phải nàng tuyên bố tin tức? Hình như là đại trưởng lão liên hợp các trưởng lão khác làm ra quyết định, cung chủ không biết đi nơi nào, không ở tông môn. Không ở tông môn, liền xác lập tân nhiệm tông chủ, đây coi như là mưu phản sao? Làm sao có thể là mưu phản, nghe nói trước khi tông chủ đi lưu lại bàn giao, để Trương Huyền tông chủ kế nhiệm vị trí của nàng. Trong trục tinh cung, thảo luận như vậy chỗ nào cũng có. Làm thổ dân của Di Khí Đại Lục, bọn họ vẫn luôn không hợp với những tông môn khác, dưới tình huống bình thường, tông chủ của mình, hẳn là cắt cử người một nhà mới phải, vậy mà để tông chủ của Lăng Vân Kiếm Các làm. Trục tinh cung thành lập mấy ngàn năm qua, chưa bao giờ có. Vi phạm với quy củ cùng tổ huấn. Tất cả đều ngậm miệng, sở dĩ xác định Trương Huyền tông chủ làm cung chủ của chúng ta, là bởi vì Đỗ cung chủ tế tự thần linh, đạt được thần linh gợi ý cùng cho phép, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy mình cường đại hơn thần linh? Nghe được những nghị luận này, một trưởng lão khẽ nói. Đạt được thần linh gợi ý. Nguyên bản tràn đầy chất vấn, tất cả đều sợ tới mức run rẩy, không dám nói nhiều. Thân là người trục tinh cung, trong lòng một mực nắm giữ kính sợ đối với thần linh, trưởng lão đã nói như vậy, đây nhất định có đạo lý của mình, không dám quá nhiều nghi ngờ. Người trục tinh cung dễ dàng giải thích, những tông môn khác đều bối rối. Một gian phòng rộng lớn, Hàn Kiếm Thu ngồi ngay ngắn trong đó, cũng không hiểu ra sao. Tông chủ đến cùng đã làm gì, để trục tinh cung cam tâm tình nguyện xác lập hắn làm cung chủ. Tông chủ một mực muốn tới trục tinh chi hải, hắn biết, chỉ là không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày, liền đá Đỗ Thanh Diên xuống đi, bản thân biến thành tông chủ. Chẳng lẽ là vội vàng tới làm tông chủ? Đã như vậy, vì sao phải nói mình là tán tu? Bất kể như thế nào, về sau chúng ta cùng trục tinh cung khẳng định phải hảo hảo giao lưu, vui buồn có nhau. Hai đại tông môn cùng phụng một người làm tông chủ, bọn họ xem như trưởng lão tông môn, tự nhiên không dám nói nhiều, cũng không thể nói nhiều, chỉ có thể tuân thủ quy định. Vù vù. Hàn Kiếm Thu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngay thời điểm cảm xúc, không khí gian phòng dập dờn, một bóng người vọt vào, là Vạn Thú Môn. Tần Nguyên trưởng lão. Ngày hôm nay không giải thích rõ ràng, Thất Tinh Lâu chúng ta tuyệt không bỏ qua. Khôi Hiểu tông chủ cũng theo sát ở phía sau bay đến phía trước. Tin tức này lên men ra, hai vị tiền nhiệm tông chủ này đã tới trục tinh cung cũng kìm nén không được, tất cả đều đồng loạt đến tìm Hàn Kiếm Thu, muốn hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc nào Lăng Vân Kiếm Các cùng trục tinh cung dùng chung một tông chủ? Vốn sáu đại tông môn đều độc lập, lẫn nhau không có liên minh, cũng không có xung đột, ở chung vô cùng vui vẻ, giờ phút này một tông chủ quản lý hai tông môn, tương đương với lực lượng tăng gấp đôi. Môn phái khác tự nhiên sẽ căng thẳng. Cái này, ta cũng không biết. Hàn Kiếm Thu cười khổ. Không biết. Tính tình của Tần Nguyên trưởng lão từ trước tới nay nóng nảy, nghe hắn nói như vậy, sầm mặt lại, bàn tay lớn nhịn không được vung một cái. Các ngươi như vậy, để chúng ta rơi vào bị động, tin hay không, Vạn Thú Môn chúng ta cùng Thất Tinh Lâu cũng liên minh. Không sai, nếu như hai tông môn chúng ta liên minh, bằng vào Lưu Dương tông chủ cùng Trịnh Dương tông chủ. Coi như các ngươi dùng chung một vị Trương Huyền tông chủ lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, cũng sẽ chịu thiệt. Khôi Hiểu trưởng lão nói. Hết chương 3704. Chương 3705. Khổng Điện chủ muốn làm gì? Hàn Kiếm Thu nói không ra lời. Vạn Thú Môn Trịnh Dương tông chủ, cùng với Thất Tinh Lâu Lưu Dương tông chủ, hắn đều nghe nói qua, đều là siêu cấp thiên tài mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện một cái. Loại người này, một khi trưởng thành, xem như Trương Huyền tông chủ lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, muốn mạnh mẽ chống đỡ cũng rất khó làm được. Bọn họ liên hợp, quả thực không cách nào chống lại. Huống chi cho dù là hắn, đến bây giờ cũng không rõ ràng, tông chủ đến cùng hứa hẹn trục tinh cung bao nhiêu chỗ tốt, mới thuận lợi thế chỗ Đỗ Thanh Diên, trở thành một cung chi chủ. Thật náo nhiệt. Ngay thời điểm không biết trả lời như thế nào, tiếng cười vang lên, ngoài phòng lần nữa có hai thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Huyền Kính Môn tông chủ, Bạch Huyền Sinh. Phiêu Miễu Tiên tông tông chủ, Cốc Truy Vân. Hai người này vừa xuất hiện, không khí liền ngưng trọng lên. Tông chủ, tiền nhiệm tông chủ của sáu đại tông môn, vậy mà hầu như đều đến đông đủ. Bạch Huyền Sinh trải qua tu dưỡng, đã khôi phục như lúc ban đầu, cho dù mặt ngoài còn có chút suy yếu, nhưng sức chiến đấu đã không bị ảnh hưởng chút nào.
còn Cốc Truy Vân, là lão giả cao gầy, vẻ mặt cương quyết. Các ngươi cũng là vì tông chủ Lăng Vân kiếm các chúng ta, tiếp nhận Trục Tinh cung cung chủ mà tới. Hàn Kiếm Thu lắc đầu, nói thẳng. Nếu như ta nói, đến bây giờ, ta cũng không hiểu rõ. Các ngươi tin không? Kiếm Thu trưởng lão hiểu lầm, chúng ta cũng không phải vì thế mà đến, mà là muốn gặp Trương Huyền tông chủ, cùng hắn thảo luận một việc. Bạch Huyền Sinh lạnh lùng nhìn Khôi Hiểu trưởng lão một cái, tiếp lấy không tiếp tục để ý, ôm quyền nói. Chuyện phát sinh ở Tiểu Kính Hải, tuy hắn không thấy đến cùng là ai làm, nhưng hơi chút điều tra liền có thể biết. Dù sao ngân toàn tinh thạch chói mắt như vậy, chỉ cần thẩm tra gần đây tông môn nào tìm kiếm món bảo vật này, sẽ hết sức dễ dàng. Gặp tông chủ chúng ta. Hàn Kiếm Thu nhíu mày. Không sai, quan hệ đến sáu đại tông môn chúng ta hưng suy, cùng với hướng đi sau này, nếu như Trịnh Dương, Lưu Dương cũng ở đây, chúng ta cũng muốn gặp một lần. Cốc Truy Vân cũng cười cười, nhìn về phía Tần Nguyên, Khôi Hiểu. Không biết chuyện gì trọng yếu như vậy. Nhìn nhau, tất cả mọi người đều lộ ra nghi hoặc. Lấy nhãn lực của bọn hắn, hiển nhiên đã nhìn ra hai vị tông chủ này quan hệ không tầm thường, có lẽ đã giống như Lăng Vân kiếm các cùng Trục Tinh cung, liên hợp lại với nhau. Chúng ta đều biết, hiện nay đại lục, sức chiến đấu đỉnh phong nhất là Ngụy Thần, muốn để một tông môn trường trì cửu an, sừng sững không ngã. Loại cường giả cấp bậc này, nhất định phải tồn tại. Thấy bọn họ không hiểu, Cốc Truy Vân nói. Đám người gật đầu. Ngụy Thần, là mấu chốt có thể trở thành đại tông môn hay không? Không có loại cường giả cấp bậc này, tiên quân nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Giống như Hải Yêu. Mấy ngàn năm qua, không có Ngụy Thần lãnh đạo, chia rẽ, không thành tài được. Cốc Truy Vân nói. Hiện tại Thông Thiên Kiều lập tức mở ra, mấy vị tân nhiệm tông chủ của các ngươi. Có chắc chắn nhất định sẽ chiến thắng võ sĩ thần điện hay không, từ đó thu hoạch được tư cách tấn cấp ngụy thần. Đám người nói không ra lời. Cái bảo đảm này, ai cũng không dám. Bao quát Hàn Kiếm Thu. Thực lực của Trương Huyền tông chủ, cho dù rất mạnh, nhưng chỉ có chân tiên đỉnh phong, loại thực lực này, đối phó tiên quân đỉnh phong phổ thông cũng có chút khó khăn, huống chi võ sĩ thần điện tiên quân đỉnh phong. Chỉ cần không thành công, chẳng khác nào mất đi tư cách tấn cấp ngụy thần. Nói cách khác, cho dù bọn họ cảm thấy tân nhiệm tông chủ thiên tư vô song, mang theo hy vọng cực lớn, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn khó tin có thể hoàn thành. Dù sao, quá khó khăn. Thấy biểu lộ của mọi người, Cốc Truy Vân mỉm cười nói. Nhưng Phiêu Miễu Tiên Tông chúng ta cùng Huyền Kính Môn đều có nắm chắc. Có nắm chắc. Đám người Hàn Kiếm Thu nhìn nhau, đều tràn đầy khó tin. Bọn họ cũng không dám nói như vậy, hai người kia có nắm chắc. Ở đâu ra tự tin? Nhìn cái này. Cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay của Cốc Truy Vân nhiều ra một ngọc bài, đưa tới. Hàn Kiếm Thu tràn đầy nghi ngờ nhận lấy, liếc mắt nhìn, trong mắt càng thêm mê hoặc. Đây là cái gì? Trong ngọc bài ghi chép là tin tức một vị tu luyện giả, trong đó bao quát võ kỹ am hiểu, chiêu số cùng với thiếu hụt. Là tư liệu vị võ sĩ thần điện cùng Phiêu Miễu Tiên Tông chúng ta đối kháng. Cốc Truy Vân nói. Tư liệu võ sĩ thần điện. Ba người đồng thời đứng dậy, tràn đầy khó tin. Võ sĩ thần điện, sở dĩ mạnh mẽ, là bởi vì thần bí, không thể dự báo. Trước thời hạn biết công pháp, võ kỹ bọn họ tu luyện, thậm chí thiếu hụt, không cần đánh, cũng đại biểu đã có thể chiến thắng. Các ngươi làm sao có thể tìm được? Tần Nguyên trưởng lão nhìn nội dung trong ngọc bài, nhịn không được nói. Thoạt nhìn, giống như là thật, nhưng cụ thể có phải hay không, cũng không xác định. Hơn nữa, đối phương đến cùng từ nơi nào tìm tới? Phải biết, những năm này, thần điện vẫn luôn cao cao tại thượng, làm cho không người nào có thể dò xét. Chúng ta đương nhiên tìm không thấy, cho chúng ta những thứ này, là Thông Thần Điện. Ánh mắt Cốc Truy Vân lộ ra vẻ sùng bái. Khổng Điện chủ quả thực là người trong chốn thần tiên, coi như không phải thần linh, chắc hẳn cũng không xê xích gì nhiều. Hắn cho chúng ta những tài liệu này. Chỉ cần chọn lựa nhân tuyển muốn tham gia chiến đấu, dựa theo tu luyện, thông qua Thông Thiên Kiều, trở thành ngụy thần, dễ như trở bàn tay. Khổng Điện chủ. Hàn Kiếm Thu nhíu mày. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, vì sao Khổng Điện chủ phải bốc lên nguy hiểm đắc tội thần điện, tiết lộ thiên cơ cấp cho cái này? Khổng Điện chủ chế tạo ra Thông Thần Điện, tuy làm người ta kính nể, nhưng ít ra có quy củ có thể tìm kiếm, ban tặng thứ này, cũng làm người ta không hiểu. Không nói trước. Những tin tức này từ đâu đến, chỉ nói tiết lộ, sẽ tạo thành dạng ảnh hưởng gì, thần điện khẳng định biết.
Một khi cho bọn hắn biết, coi như thực lực của Khổng Điện Chủ vượt xa nhóm người mình, chỉ sợ thời gian cũng không có dễ qua như vậy. Đương nhiên sẽ không miễn phí, Chấn Tông chỉ bảo Phiêu Miễu Ngoa của Phiêu Miễu Tiên Tông ta, cho hắn mượn sử dụng một tháng. Chấn Tông chỉ bảo Thái Huyền Kính của Huyền Kính Môn, cũng cho hắn mượn sử dụng một tháng. Cốc Truy Vân cười nói. Vẻ mặt Hàn Kiếm Thu nghiêm túc. Chấn Tông chỉ bảo của sáu đại tông môn chúng ta, tuy đều không có đến ngụy thần cấp, lại tập hợp tinh huyết cùng lực lượng của vô số tiền bối, một khi sử dụng, sẽ bộc phát ra uy lực vượt qua binh khí ngụy thần cảnh. Trực tiếp cho mượn, có phần quá trò đùa đi. Sáu đại tông môn đều có Chấn Tông chi bảo, Chấn Tông chi bảo của Trục Tinh Cung là tế đàn, Phiêu Miễu Tiên Tông là Phiêu Miễu Ngoa, nghe nói là tổ sư khai phái dùng một thiên thạch luyện chế thành, sau khi mặc vào, có thể đạp phá không gian, di khí đại lục mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn cây số, một cái hô hấp liền có thể đến. Không nhận ràng buộc, bảo vật của Huyền Kính Môn là Thái Huyền Kính, nhẹ nhàng chiếu một cái, liền có thể gò bó linh hồn đối thủ, làm cho không người nào có thể chạy trốn. Cấp bậc không phải ngụy thần cảnh, nhưng ngụy thần cảnh cũng không dám tùy tiện chống lại, không nói mặt khác, Tần Nguyên trưởng lão đối mặt món bảo vật kia, cũng phải tránh né, không dám mạnh mẽ chống đỡ. Còn Lăng Vân Kiếm Các, là tiên tổ lưu lại một thanh trường kiếm, trải qua thần chi kiếm ý rèn luyện, uy lực vô tận. Cường giả ngụy thần cảnh cũng có thể tùy tiện chém giết. Vạn Thú Môn là một giao long lão tổ, ở rất sớm liền lâm vào ngủ say, có thể đánh thức hay không còn chưa biết chừng. Thất Tinh Lâu là một pháp bảo đặc thù, Thất Tinh Kỳ. Nghe nói là quân cờ thần linh đã từng sử dụng qua, nhìn không ra cấp bậc, lại ảo diệu vô tận. Đương nhiên, những bảo vật này, cần tu vi ngụy thần cảnh mới có thể kích hoạt cùng sử dụng, nếu không sáu đại tông môn chỉ có thứ này, liền có thể bình yên. Những bảo vật này, là át chủ bài cùng dựa dẫm cuối cùng của mỗi tông môn, đối phương vậy mà vì một thứ không xác định liền cho mượn. Cho dù thông thần điện, những năm này không có bất kỳ việc xấu gì, cũng có chút để cho người ta khó tin. Đúng vậy, các ngươi có biết, mất đi những Chấn Tông chi bảo này, một khi thần điện ra tay, các ngươi sẽ vô lực phản kháng hay không? Tần Nguyên trưởng lão cũng không khỏi nhìn lại. Không còn Chấn Tông chi bảo, chỉ bằng vào thực lực ngụy thần cảnh. Làm sao chống đỡ được thần điện? Đổi lại trước đó, sẽ cảm thấy thế lực siêu thoát này không xuất thủ, nhưng bây giờ, ai cũng không dám xác định. Vô lực phản kháng, người cả nghĩ quá rồi. Cốc Truy Vân cười cười, Lăng Không chào một cái, một thân khôi giáp hiện lên ở bên ngoài thân, vừa xuất hiện liền cho người ta một loại cảm giác áp bách nồng đậm. Đây là, vũ khí phòng ngự ngụy thần cảnh. Đám người Hàn Kiếm Thu chấn động. Vũ khí ngụy thần cảnh. Sáu đại tông môn không có một cái, tên này từ chỗ nào lấy được? Không sai, chính là Khổng Điện Chủ ban tặng, kiện binh khí này cùng tư liệu võ sĩ thần điện, xem như tiền thuê. Cốc Truy Vân gật đầu. Tiền thuê. Đám người Hàn Kiếm Thu líu lưỡi. Thủ bút này quá lớn đi. Chỉ thuê Chấn Tông chi bảo của đối phương một tháng, liền bỏ ra tư liệu võ sĩ thần điện, tương đương với ban tặng đối phương một vị cường giả ngụy thần cảnh, hơn nữa còn cho ra một vũ khí ngụy thần cảnh. Coi như thông thần điện cường giả vô số, cũng không thể lãng phí như vậy a. Nói như vậy, Bạch Tông Chủ cũng có một vũ khí ngụy thần cảnh. Hàn Kiếm Thu nhìn qua. Ta có hay không, Khôi Hiểu trưởng lão nên biết rất rõ ràng. Da mặt Bạch Huyền Sinh lay động, ánh mắt lộ ra hung ác. Ta làm sao biết được. Khôi Hiểu Tông Chủ xấu hổ cười một tiếng. Trước đó liền kỳ lạ, đối phương nơi nào xuất hiện một chuôi vũ khí ngụy thần cảnh, náo loạn nửa ngày. Là từ thông thần điện lấy được tiền thuê. Chỉ bất quá. Bị tông chủ của bọn họ một tay vuốt sạch sẽ, không chỉ vũ khí, ngay cả nhẫn cũng cầm đi. Chỉ là chuyện này, tuyệt không thể nhận, nếu không tai họa vô tận. Làm sao biết được, người tâm lý biết, không cần ở chỗ này giả bộ làm người tốt. Bạch Huyền Sinh nghiến răng. Sau khi hắn tỉnh lại, cái gì cũng không có, bao quát huyền bối quy, hơi suy đoán liền có thể biết, khẳng định là người mai phục khác làm. Cùng vị trước mắt này, thoát không khỏi liên quan. Ta có biết hay không, về sau chúng ta có thể thảo luận, chỉ là... Các ngươi làm ra loại giao dịch này, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Biết dây dưa vấn đề này, sẽ chỉ càng thêm xấu hổ, Khôi Hiểu trưởng lão nhìn lại, trong mắt mang theo không hiểu. Khổng Điện Chủ, muốn Chấn Tông chi bảo của các ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Thông thần điện giành lấy chữ thần, mấy ngàn năm, đủ loại bảo vật nhiều vô số kể. Muốn đồ vật gì không có. Vì sao phải tiêu phí đánh đổi lớn thu thập của bọn họ?
vì sao Khổng điện chủ phải làm như thế? Lại định làm cái gì? Để cho người ta không nghĩ ra a hát. Hết chương 3705. Chương 3706. Gặp Hàn Kiếm Thu. Khổng điện chủ, từ trước tới nay thần bí, vài ngàn năm trước, liền quát tháo thiên hạ, cùng khai phái lão tổ của chúng ta ganh đua phong vân. Hiện tại các lão tổ, sớm đã hóa thành cát bụi, nhưng hắn khỏe mạnh như cũ, tu vi cực cao, đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng. Cốc Truy Vân nói, loại thân phận này, hẳn sẽ không tham ô, cho mượn một tháng lại có làm sao. Hàn Kiếm Thu nhíu mày. Các ngươi là tới làm thuyết khách, để chúng ta cũng cho mượn Chấn Tông chi bảo. Cốc Truy Vân nói, không sai, chúng ta là vì tốt cho các ngươi, hiện tại Phiêu Miễu Tiên Tông chúng ta cùng Huyền Kính Môn liên hợp cùng một chỗ, như thể chân tay, một khi thuận lợi thông qua Thông Thiên Kiều, số lượng ngụy thần gia tăng thật lớn, còn có vũ khí ngụy thần cảnh, ba đại tông môn các ngươi, còn muốn đuổi theo, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đám người Hàn Kiếm Thu im lặng. Đối phương nói không sai, sáu đại tông môn, có thể duy trì cân bằng, là bởi vì đều không có ngụy thần kẻ nhới. Hơn nữa đều chỉ có một cường giả ngụy thần. Có người đánh vỡ cân bằng, tương lai làm sao, thật sự khó mà nói. Vô cùng có khả năng, tông môn duy trì mấy ngàn năm, như vậy nhập vào môn hộ khác, bị bánh xe lịch sử vô tình nghiền ép. Chỗ tốt lớn như vậy, vì sao Khổng điện chủ không tự mình tới, mà cho các ngươi tới? Khôi Hiểu trưởng lão nói, chỉ là bảo vật thuê một tháng, liền cho đánh đổi phong phú như vậy, càng cho tông môn con đường có khả năng tấn cấp. Tình huống bình thường, Khổng điện chủ chỉ cần mở miệng, không có người có thể từ chối. Nhưng vì sao hắn không tự mình đến nói? Ngược lại cho hai vị này tới. Cốc Truy Vân nói, Khổng điện chủ có sự tình càng lớn muốn đi làm, còn không rảnh phân thân. Bất quá, trước khi Thông Thiên Kiều mở ra, khẳng định sẽ chạy tới chỗ tiếp thiên thạch. Chỉ là đến lúc đó, coi như cho các ngươi tư liệu võ sĩ thần điện, thì có ích lợi gì? Không chuẩn bị trước, mất đi nhằm vào. Biết cũng đã chậm a. Tu luyện không phải một sớm một chiều sự tình. Trước thời hạn biết thiếu hụt, biết trong vấn đề tu luyện, không luyện tập có tính nhắm vào, cũng không có khả năng vượt qua thần điện. Các ngươi mau chóng cân nhắc, Trương Huyền Tông chủ kế nhiệm đại điển kết thúc, hẳn sẽ đi nghênh thiên thạch, lúc này còn không quyết định ra, chẳng khác nào chủ động mất đi cơ hội. Cốc Truy Vân không nói thêm lời, đứng dậy. Nói đến thế thôi, cáo từ. Nói xong, xoay người bay ra ngoài. Bạch Huyền Sinh theo sát trên đó. Hai người biến mất, gian phòng lần nữa trầm muộn. Hàn Kiếm Thu trưởng lão, ta trước hết cáo từ. Khôi Hiểu trưởng lão đi đầu đứng dậy. Ta cũng cáo từ. Tần Nguyên trưởng lão cũng theo sát phía sau, hai người đồng dạng biến mất. Không được, ta phải nhanh đưa tin cho tông chủ, cùng hắn thảo luận chuyện này. Thấy mọi người rời đi, Hàn Kiếm Thu dừng lại một chút, vội vàng đứng dậy. Chuyện này dính dáng tương lai một tông môn, không phải hắn có thể quyết định, nhất định phải tìm tông chủ thảo luận. Hắn bên này tìm tông chủ thảo luận, Khôi Hiểu tông chủ rời phòng bay không xa ngừng lại, Tần Nguyên trưởng lão xuất hiện ở phía trước. Trục Tinh Cung, Lăng Vân kiếm các hẳn biết tin tức gì, mới dùng chung một vị tông chủ, triệt để liên hợp. Huyền Kính Môn, Phiêu Miễu Tiên Tông đáp ứng thông thần điện yêu cầu, tương đương với ba tông liên thủ, chỉ còn lại có ngươi ta. Khôi Hiểu trưởng lão cười khổ. Tình huống nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng. Không bằng chúng ta cũng liên thủ. Tần Nguyên trưởng lão gật đầu. Hắn tính tình không tốt, làm việc xúc động, lại không có nghĩa là ngốc. Cục diện trước mắt, đối phương có thể nhìn thấy, hắn tự nhiên cũng có thể thấy rõ. Hai tông môn bọn họ cải không liên thủ, rất có thể sẽ bị hai bên từng cái đánh tan, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tốt, đã như vậy, hiện tại ta liền đưa tin cho tông chủ Lưu Dương của chúng ta, để hắn lập tức quay lại. Cùng Trịnh Dương tông chủ gặp mặt, thảo luận kết minh. Khôi Hiểu trưởng lão nói. Ta cũng lập tức báo tin Trịnh Dương tông chủ. Thân viên trưởng lão gật đầu. Mà hai người đồng thời lấy ra đưa tin ngọc bài, đều tự tin tức truyền lại đi lên. Trên đường âm thầm điều tức, tu vi triệt để khôi phục, Trương Huyền vừa trở lại Trục Tinh đảo, cổ tay khẽ đảo, một ngọc phù xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Tông chủ, xin mau tới trụ sở kiếm các ở Trục Tinh đảo. Đằng sau là tấm bản đồ, ghi chú vị trí trụ sở. Vừa vặn cũng đi hỏi một chút, lúc nào ta từ trưởng lão biến thành tông chủ. Thấy là Hàn Kiếm Thu đưa tin, Trương Huyền lắc đầu, thân thể chuyển một cái, dựa theo phương hướng bản đồ, bay lượn đi. Trước đó hắn ở kiếm các, chỉ là trưởng lão phổ thông,
làm sao một cái nháy mắt, biến thành tông chủ. Quan trọng là những người khác biết, ngược lại bản thân không có rõ ràng chút nào. Bay không xa, còn không có mấy cây số, cổ tay lần nữa khẽ đảo, lại một ngọc phù xuất hiện ở phía trước. Tông chủ, mời đến thư viễn lâu, có chuyện quan trọng thảo luận. Đưa tin chính là Tần Nguyên trưởng lão. Thư viễn lâu. Không nghĩ tới, hai đại tông môn đồng thời tìm mình, Trương Huyền nhíu mày, liếc mắt nhìn vị trí, phát hiện thư viễn lâu cách trụ sở Lăng Vân kiếm các cũng không xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một chút, thân thể run rẩy, phân thân xuất hiện ở phía trước, ngụy trang thành hình dáng Trịnh Dương. Người đi thư viễn lâu nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Lời còn chưa dứt, lòng bàn tay lần nữa xuất hiện một ngọc phù, phía trên một nhóm chữ hiện lên. Tông chủ, mời đến Thanh Duyên Các, có chuyện quan trọng thương lượng. Truyền đến tin tức là Khôi Hiểu trưởng lão. Trương Huyền ngẩn ngơ. Còn nghĩ có phân thân giả mạo ngụy trang thành Trịnh Dương, bản thân đi Lăng Vân kiếm các, không nghĩ tới ba đại tông môn đồng thời muốn gặp mình, cái này nên làm thế nào cho phải. Trước đi kiếm các, người đi thư viễn lâu. Không được, người cùng ta chung một chỗ, nói rất dài dòng, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Vừa định phái phân thân qua, Trương Huyền vẫn lắc đầu một cái. Giờ phút này phân thân của hắn, cái này rất giống nhân cách phân tách, tuy đồng căn đồng nguyên, nhưng đối phương kế thừa tính cách khác, thích trang bức, thích khoe khoang, hoàn toàn không giống hắn biết điều như vậy, tác phong có kềm chế. Ngộ nhỡ chạy tới, gây ra chút chuyện, ngược lại thêm phiền phức, còn không bằng đặt ở bên cạnh. Thu phân thân vào chữ vật giới chỉ, tốc độ cực nhanh, nửa phút đồng hồ sau đã đi tới Lăng Vân kiếm các. Tông chủ, Hàn Kiếm Thu vội vàng khom người, chuyện phát sinh nói rõ chi tiết một lần. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Có muốn liên hợp với Thông Thần Điện hay không? Thông Thần Điện lấy một pháp bảo ngụy thần cảnh cùng tin tức để cho người ta thông qua Thông Thiên Kiều, mượn dùng chấn tông chi bảo của 6 đại tông môn một tháng. Trương Huyền cau mày, có phần không hiểu. Đổi lại trước kia, khẳng định sẽ trực tiếp đáp ứng đối phương. Dù sao Thông Thần Điện tông chủ, là vạn thế chi sư của danh sư đại lục. Bất luận nhân phẩm hay đức hạnh, đều là đối tượng hắn một mực sùng bái, làm như vậy, tuy không biết nguyên nhân, nhưng khẳng định có lý do, đáng giá tuân theo. Nhưng bây giờ, không nghĩ như vậy. Phù Trầm Tử Thông Đồng Thần Điện, coi như Khổng Điện chủ không biết rõ tình hình, nhưng cho hắn lệnh bài, vừa sử dụng liền dẫn tới cường giả thần điện vây công, vậy thì có chút không đúng. Chờ ta gặp Khổng Điện chủ lại xác định. Trương Huyền nói, tạm thời không thể đáp ứng, vị Khổng Điện chủ này, đến cùng phải khổng sư hay không, chỉ là suy đoán của hắn, chỉ có gặp người mới có thể hiểu. Tốt. Hàn Kiếm Thu lên tiếng, nghi ngờ nhìn qua. Tông chủ, có phải đạt được tin tức gì, mới đáp ứng kế nhiệm Trục Tinh Cung cung chủ hay không? Chuyện này nói rất dài dòng. Trương Huyền nói sự tình thần điện bức bách Trục Tinh Cung, liên hợp Thông Thần Điện, cùng với Đỗ Thanh Diên mất tích một lần. Còn thân phận Thất Tinh Lâu tông chủ Lưu Dương, thì không nói ra. Nghe xong chuyện này, sắc mặt Hàn Kiếm Thu nghiêm túc, lặng im phút chốc. Đỗ Thanh Diên cùng ta quen thuộc, tuy là nữ lưu, nhưng một thân tu vi sâu không lường được, cho dù là ta, muốn vượt qua cũng không có nắm chắc. Loại cường giả này, tay cầm tế đàn, không có động tĩnh chút nào liền mất đi dấu vết. Toàn bộ đại lục, cũng sẽ không quá nhiều. Trương Huyền hỏi. Người cũng đã biết, ở trên đại lục, nắm giữ loại thực lực này, hết thảy có mấy mị. Nếu như không phải thực lực vượt qua quá nhiều, đưa tin còn có thể hoàn thành. Giống như lão giả ngụy thần cảnh trước đó tới giết mình, cho dù thủ đoạn cường đại đến trước đây chưa từng gặp, hắn không cách nào vượt qua, nhưng nếu hắn muốn truyền tin tức ra ngoài cũng không khó. Đỗ Thanh Diên lại ngay cả điểm ấy cũng không làm được, đối thủ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể đoán ra mấy phần. Thần điện, xa rời thế giới, mỗi một võ sĩ thần điện đều mạnh mẽ vô song, chớ nói chi là khống chế lực lượng thần linh. Nếu quả thật có thần linh tồn tại, khẳng định mạnh nhất toàn bộ đại lục, đừng nói Đỗ Thanh Diên, coi như 6 đại tông môn chúng ta gộp lại, cũng không chịu nổi một ngón tay của đối phương. Hàn Kiếm Thu nói, Trương Huyền gật đầu, mặc dù chưa thấy qua thần linh, nhưng đối với loại cường giả này, vẫn có nhận thức nhất định. Thần điện thật tồn tại nhân vật cường đại như thế, Đỗ Thanh Diên quả thực không có lực phản kháng chút nào. Sau đó chính là Thông Thần Điện điện chủ, vị Khổng Điện chủ này. Vài ngàn năm trước liền có thể từ thần điện cướp đoạt một chữ đi ra, thực lực mạnh mẽ, vượt qua tưởng tượng, cho dù không phải thần linh, chắc hẳn cũng không xê xích bao nhiêu. Hàn Kiếm Thu tiếp tục nói.
Trương Huyền gật đầu. Có thể lấy sức một người sáng chế thông thần điện, hơn nữa ở thần điện đoạt ra một chữ, thực lực của Khổng điện chủ không thể nghi ngờ. Còn những người khác thì không rõ ràng, có điều di khí đại lục, nếu là địa phương thần linh vứt bỏ, trước kia nhất định cùng thần linh chặt chẽ không thể tách rời, trong đó còn có tồn tại mạnh mẽ hay không, ta cũng không biết. Hàn Kiếm Thu giải thích. Trương Huyền cau mày. Một mực nghe nói, Thượng Thương là địa phương thần linh vứt bỏ, chỉ là không nghĩ tới điểm ấy. Chỉ có trước đó thuộc về mình, mới có thể vứt bỏ, nếu không tại sao có loại thuyết pháp này. Nói cách khác, Thượng Thương vô cùng có khả năng trước kia là thuộc về thần giới. Tồn tại một ít sinh mệnh càng cường đại hơn, cũng vô cùng có khả năng. Lại trò chuyện một hồi, biết Thượng Thương này còn muốn phức tạp hơn tưởng tượng, không có đơn giản như trong mắt nhìn thấy, Trương Huyền lắc đầu, không tiếp tục rầu rĩ vấn đề này. Ta làm tông chủ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hàn Kiếm Thu nói sự tình lập tông chúa một lần. Thì ra là thế. Trương Huyền cười khổ. Nguyên lai đối phương là vì tốt cho hắn, chỉ bất quá. Thần điện tựa hồ đối với sáu đại tông môn cũng không thèm để ý, không chỉ biết hắn là tông chủ Lăng Vân Kiếm Các, biết hắn là cung chủ của Thất Tinh Lâu, Vạn Thú Môn cùng với Trục Tinh Cung. Đồng dạng ra tay bắt người. Không có chút kiêng kỵ nào. Hết chương 3706. Chương 3707. Tứ tông tông chủ, ta còn có việc, cần xử lý một chút. Nên hỏi đã hỏi rõ ràng, Trương Huyền không ở lâu, rời khỏi trụ sở kiếm các, đi về phía Vạn Thú Môn. Tông chủ, thấy hắn đi vào, Tần Nguyên trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, nói rõ chi tiết sự tình một lần. Đã từ trong miệng Hàn Kiếm Thu biết được, Trương Huyền cũng không kỳ lạ, nhíu mày. Không biết Tần trưởng lão có ý nghĩ gì. Lăng Vân Kiếm Các cùng Trục Tinh Cung đã liên hợp. Ta nghĩ Vạn Thú Môn chúng ta có thể cùng Thất Tinh Lâu liên hợp hay không, hai đại tông môn, kết hợp với nhau, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng. Trầm tư một chút, Tần Nguyên trưởng lão nói. Nếu như tông chủ đồng ý, hiện tại ta liền dẫn người đi gặp tân nhiệm tông chủ Lưu Dương của bọn họ, nghe nói cũng là trẻ tuổi tuấn kiệt, chắc hẳn cùng tông chủ có thể trò chuyện, không đến mức lạ lắm. Trò chuyện. Trên đầu Trương Huyền gân xanh nhảy dựng. Cùng là một người, khẳng định trò chuyện được, chỉ bất quá. Làm sao trò chuyện? Độc thoại ư? Nếu như tông chủ cảm thấy không ổn, ta liền thoái thác chuyện này. Tần Nguyên trưởng lão nghi ngờ nhìn qua. Trương Huyền nói. Không cần, chúng ta cùng đi gặp Khôi Hiểu trưởng lão, vừa vặn ta cũng có chuyện nói cho các ngươi. Nếu như không có chuyện, tiếp tục ngụy trang xuống không có gì, nhưng bây giờ thần điện mục đích không rõ, thông thần điện không phân rõ tốt xấu, mấy đại tông môn nhất định phải nghĩ phương pháp liên hợp, mới có thể sinh tồn tốt hơn. Cho nên, sự tình thân kiêm tông chủ bốn đại tông môn, cũng nên chọc thùng. Chỉ là không biết, mấy vị này có thể chịu được hay không? Bốn đại tông môn có thể chấp nhận hay không? Tốt! Không biết chuyện gì, nhưng thấy tông chủ ngưng trọng như thế, Tần Nguyên trưởng lão cũng không nhiều lời, bàn giao một câu, hai người thẳng tắp bay ra ngoài. Thanh duyên các của Thất Tinh Lâu cách nơi này không tính quá xa, sau 5 phút, hai người đến đại sảnh, thấy được đám người Khôi Hiểu trưởng lão. Tần Nguyên trưởng lão tiến về phía trước một bước, tự hào giới thiệu. Vị này chính là tân nhiệm tông chủ của chúng ta, Trịnh Dương. Quả nhiên anh hùng trẻ tuổi. Nhìn về phía Trương Huyền, Khôi Hiểu trưởng lão nhịn không được gật đầu. Vốn suy đoán qua, đối phương có phải cùng tông chủ mình là một người hay không, hiện tại xem ra, hoàn toàn không có quan hệ. Tông chủ Lưu Dương của bọn họ, đến bây giờ còn chỉ là tiên quân cảnh sơ kỳ, mà đối phương, đã đến tiên quân đỉnh phong. Căn cơ củng cố, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Không biết, Lưu Dương tông chủ ở nơi nào? Hàn Huyên đôi câu, Tần Nguyên trưởng lão nhíu mày. Chúng ta đã mang tông chủ tới, tông chủ của các ngươi vẫn còn không đi ra, khó tránh khỏi có chút quá tự đại đi. Chúng ta đã đưa tin, tông chủ hẳn là rất nhanh liền tới, hai vị chờ một lát. Khôi Hiểu trưởng lão vội vàng nói xong lấy ra ngọc phù đưa tin, nhấn tới. Trương Huyền thấy hắn đưa tin. Cổ tay khẽ đảo, một ngọc phù đưa tin xuất hiện ở trong lòng bàn tay, cũng không nhìn, mặc cho nó ánh sáng chiếu rọi. Hiển nhiên có tin tức đi vào. Trịnh tông chủ, có người đưa tin cho ngươi. Thấy hắn không nhìn nội dung phía trên, mấy người Khôi Hiểu trưởng lão cũng không tiện thăm dò, đành phải xấu hổ cười một tiếng nói. Đúng vậy. Trương Huyền cười khổ. Khôi Hiểu trưởng lão không cần phải để ý đến ta, tiếp tục đưa tin cho tông chủ các ngươi đi. Tốt. Không biết Trịnh Dương tông chủ này muốn làm gì,
Khôi Hiểu trưởng lão dừng lại một chút, tiếp tục đưa tin, ngay sau đó nhìn thấy Ngọc Phù đưa tin đối diện Trịnh Tông Chủ, lóe lên ánh sáng lóng lánh, trở nên càng thêm chói mắt. Trong lòng nghi hoặc, lại truyền hai đạo tin tức, sau đó Ngọc Phù phía trước ánh sáng lóe lên càng nhanh, thật giống như đang cùng hắn hô ứng. Cái này, lông mày nhảy dựng, trong lòng Khôi Hiểu trưởng lão toát ra một linh cảm không lành, không để ý tới mặt khác, khẽ vươn tay, cầm Ngọc Phù của đối phương tới, cúi đầu nhìn lại, thân thể cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên trước mắt, trong thanh âm mang theo nghi hoặc. Tông chủ, Trương Huyền gật đầu, cái này, phù phù, thoáng cái, Khôi Hiểu trưởng lão thiếu chút nữa ngất đi. Nói như vậy, trước đó suy đoán là đúng. Lưu Dương chính là Trịnh Dương. Vậy trước đó ngươi còn không thừa nhận. Chuyện gì xảy ra? Tần Nguyên trưởng lão cũng bối rối, vội vàng nhìn qua. Nhìn một chút liền hiểu. Khôi Hiểu trưởng lão đưa ngọc bài tới, Tần Nguyên trưởng lão liếc mắt nhìn, cũng sững sờ tại chỗ. Tông chủ, ngươi là Lưu Dương. Trương Huyền gật đầu. Đến loại tình trạng này, ngụy trang cùng ẩn tàng đã không có ý nghĩa gì, còn không bằng nói thẳng ra. Hai đại trưởng lão nhìn nhau, đều cười khổ. Một lát sau, vẻ khiếp sợ biến mất, từng cái con mắt sáng lên. Trước đó còn hâm mộ Lăng Vân kiếm các cùng Trục Tinh cung dùng chung một tông chủ, có thể thân mật khăng khít, không phân khác biệt. Không nghĩ tới, Vạn Thú môn cùng Thất Tinh lâu chúng ta cũng liên hợp như vậy. Như vậy coi như đại lục có náo động, hai đại tông môn chúng ta cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, cùng độ cửa ải khó, không đến mức bị hủy diệt. Tần Nguyên trưởng lão nói. Cục diện bây giờ, chỉ bằng vào một tông môn, khẳng định là không cách nào chống lại, hai đại tông môn, chỉ là đơn thuần hợp tác, ngoài hợp mà trong xa, đồng dạng không có tác dụng quá lớn. Giờ phút này, dùng chung một tông chủ, mệnh lệnh đều do cùng một người phát ra, có thể phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, cho dù Huyền Kính môn, Phiêu Miễu Tiên Tông liên hợp, Lăng Vân kiếm các, Trục Tinh cung liên hợp, cũng không sợ chút nào. Vị này thuần thú, võ kỹ công pháp cao minh như vậy. Chẳng lẽ còn không sánh bằng Trương Huyền chỉ có chân tiên cảnh đỉnh phong? Chỉ cần vượt qua đối phương, hai đại tông môn đối kháng hai đại tông môn, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Cho dù thần điện, khẳng định cũng phải cân nhắc một chút. Trục Tinh cung, Phiêu Miễu Tiên Tông dùng chung một vị Trương Huyền tông chủ, chúng ta dùng chung một vị Lưu Dương tông chủ. Không được, hiện tại ta sẽ thông báo thiên hạ, để những tông môn khác đều biết. Khôi Hiểu trưởng lão cũng rõ ràng lúc này liên hợp vượt xa chia tách, mở miệng cười. Tin tức truyền đi, đại biểu thái độ của hai đại tông môn, về sau bất luận thần điện hay thông thần điện lại có ý khác, đều sẽ suy tính một chút. Không cần thông báo, kế nhiệm đại điển của Trương Huyền tông chủ không phải sắp bắt đầu ư. Bây giờ chúng ta đi qua, không có gì bất ngờ xảy ra, cường giả những tông môn khác cũng sẽ xuất hiện, ở đây tuyên bố, khẳng định không nhanh bằng truyền bá ở đó, cũng càng để cho người ta tin tưởng. Tần Nguyên trưởng lão nói, đại điển kế nhiệm của Trục Tinh cung lập tức liền muốn bắt đầu, đã như vậy, không bằng tông chủ tự mình đi qua, ở trước mặt những tông môn khác, nói ra thân phận của mình, càng có lực chấn nhiếp. Được, Khôi Hiểu trưởng lão còn muốn nói chuyện, tiếng chuông to lớn vang vang lên, cả Trục Tinh đảo đều bao phủ ở trong thanh âm vang vọng. Bắt đầu, đi qua đi. Nói xong, Khôi Hiểu trưởng lão đứng dậy. Trương Huyền vốn còn muốn tiếp tục giải thích. Nhưng biết trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng, đành phải theo sát ở phía sau, mấy người đồng loạt bay về phía Trục Tinh cung. Tông chủ mới kế nhiệm, toàn bộ Trục Tinh cung người đông nghìn nghịt, vô số người đều muốn gặp vị tông chủ Trương Huyền thân kiêm hai đại tông môn này, đến cùng là nhân vật phương nào. Trên quảng trường lớn nhất Trục Tinh cung, một chỗ ngồi thật cao đứng sừng sững ở giữa đám người Hàn Kiếm Thu, Trục Tinh cung đại trưởng lão, khom người đứng ở bốn phía, lộ ra trang nghiêm túc mục. Nghe nói vị Trương Huyền tông chủ này lĩnh ngộ thần chi kiếm ý. Mặc dù chỉ là chân tiên cảnh đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu so với tiên quân đỉnh phong. Đúng vậy, có thể để cho Hàn Kiếm Thu tông chủ và Đỗ Thanh Diên cung chủ đồng thời coi trọng, khẳng định có bản lĩnh hơn người, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Chờ xem đi, thật muốn biết có phải ba đầu sáu tay hay không. Đám người phía dưới đều thấp giọng. Toàn bộ đại lục nắm giữ ở trong tay sáu đại tông môn, mấy ngàn năm qua. Lần đầu tiên xuất hiện tình huống một người thân kiêm hai đại tông môn, tin tức truyền ra, Trương Huyền này sớm đã biến thành thần tượng của vô số người. Ta muốn nhìn, vị Trương Huyền tông chủ này có thể so với Trịnh Dương tông chủ của chúng ta hay không? Rơi vào quảng trường, Tần Nguyên trưởng lão cười cười. Mặc kệ hắn ưu tú hay không, đợi sau khi hắn kế vị,
tông chủ chúng ta lên đài tuyên bố, Trịnh Dương cùng Lưu Dương là một người, tất nhiên sẽ chấn kinh vô số người. Khôi Hiểu trưởng lão nói. Vừa nghĩ tới vẻ mặt kinh ngạc của tất cả mọi người, hắn liền vui vô cùng, khó tự kiềm chế. Trước đó bản thân kinh ngạc, cũng nên đến phiên người khác. Thực sự không được, để tông chủ chúng ta cùng vị Trương Huyền này giao đấu một hồi, chân tiên cảnh, hẳn không phải là đối thủ a. Tần Nguyên trưởng lão cười một tiếng, vừa định nói tiếp, đột nhiên sững sờ. Tông chủ, ngươi làm gì? Khôi Hiểu trưởng lão vội vàng nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy tông chủ nhà mình thân thể vụt qua, thẳng tắp bay về phía chỗ ngồi. Tỷ thí, ta chỉ là thuận miệng nói, tông chủ, đây là buổi lễ người khác kế nhiệm, không thể làm loạn, nếu không sẽ đồng thời đắc tội Lăng Vân kiếm các cùng Trục Tinh cung. Tần Nguyên trưởng lão sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng nói. Hắn là phần tử hiếu chiến, cái gọi là tỷ thí, cũng chỉ thuận miệng nói một chút, chẳng lẽ tông chủ ngươi tưởng thật. Trực tiếp vào tới. Thật muốn làm như vậy, nhất định phải thừa nhận lửa giận của hai đại tông môn, mặc dù bọn hắn cùng Thất Tinh lâu liên hợp, cũng không e ngại, nhưng không có cần thiết bởi vì chút ít sự tình, liền náo mâu thuẫn a. Làm sao bây giờ? Quay đầu nhìn về phía Khôi Hiểu trưởng lão. Đây cũng không phải là tông chủ một mình hắn, còn là của Thất Tinh lâu. Đừng có gấp, có chút không đúng, ngươi nhìn. Khôi Hiểu tông chủ cũng khiếp sợ, có điều hắn biết tông chủ này không phải hạng người lỗ mãng, mới không gấp gáp giống như đối phương. Theo đối phương chỉ, Tần Nguyên trưởng lão vội vàng nhìn lại, kìm lòng không được ngây người. Chỉ thấy tông chủ ở trên không, trong quá trình phi hành dung mạo phát sinh biến hóa, biến thành một thanh niên thoạt nhìn chỉ chừng 20 tuổi. Vù vù, thanh niên rơi vào trên vương tọa, một cỗ khí tức cường đại phóng lên trời. Ngay sau đó thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tại hạ, Trương Huyền. Nhìn quanh một vòng, thanh niên nói. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể gọi ta, Trịnh Dương hoặc Lưu Dương. Trịnh Dương, Lưu Dương, Vạn Thú Môn, Thất Tinh Lâu tông chủ. Một người thân kiêm tông chủ bốn đại tông môn. Trong tích tắc, bốn phía an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hết chương 3707. Chương 3708. Gặp lại một thần. Trước đó nghe được vị Trương Huyền này thân kiêm Lăng Vân kiếm các cùng Trục Tinh cung cung chủ đã khó tin, giờ phút này lại còn nói mình là Trịnh Dương cùng Lưu Dương. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàn Kiếm Thu bối rối, vội vàng nhìn về phía Trục Tinh cung đại trưởng lão cách đó không xa, chỉ thấy nàng cũng ngây thơ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Lần nữa nhìn về phía Khôi Hiểu trưởng lão, Tần Nguyên trưởng lão. Bọn họ cũng ngây người tại nguyên chỗ. Hơn nửa tháng qua, các đại tông môn đều tuyên bố tìm được nhân tuyển kế nhiệm thích hợp, đủ loại tuyên truyền thổi phồng, náo loạn nửa ngày. Lại con mẹ nó là cùng một người. Chuyện cười mở quá lớn đi. Cái này, không giống những người khác, Bạch Huyền Sinh cùng Cốc Truy Vân đến đây dự lễ sầm mặt lại. Bốn vị tông chủ cùng thuộc một người, chẳng phải cho thấy, bốn đại tông môn đã tỉ mỉ liên hệ với nhau, chặt chẽ không thể tách rời. Thật muốn như vậy. Còn muốn mượn chấn tông chi bảo của bọn họ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đi trình báo Khổng tông chủ. Hai người đồng thời đứng dậy, nhìn nhau. Mặc dù thông thần điện tính ở trong sáu đại tông môn, nhưng thực lực so với sáu đại tông môn chỉ mạnh không yếu, bởi vậy, Khổng điện chủ cũng được xưng là Khổng tông chủ, thậm chí không ít trưởng lão thông thần điện cũng trực tiếp xưng hắn là tông chủ. Vốn vị Khổng tông chủ này ủy thác bọn họ, cho rằng chỉ cần nở ra điều kiện, đối phương khẳng định sẽ đồng ý. Không nghĩ tới bốn đại tông môn vậy mà xác lập một người làm tông chủ, triệt để buộc chặt chung một chỗ. Như vậy còn muốn tới thảo luận, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Triệu Nguyệt, Hàn Kiếm Thu, Tần Nguyên, Khôi Hiểu bốn vị trưởng lão, mời đi theo ta. Rất nhanh, đại điển kế nhiệm kết thúc, Trương Huyền cũng không giải thích, nói một tiếng, đi đầu bay vào đại điện. Bốn người theo sát. Tông chủ, người thật sự là Trịnh Dương, Lưu Dương. Hàn Kiếm Thu nhìn không được hỏi. Trương Huyền gật đầu. Hàn Kiếm Thu cùng Triệu Nguyệt nhìn nhau, vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Một người thân kiêm tứ tông tông chủ, bốn đại tông môn chúng ta, về sau sẽ cùng nhau trông coi thiên hạ. Qua một hồi thật lâu, mọi người mới triệt để tiêu hóa tin tức lấy được, Khôi Hiểu trưởng lão nói. Đúng vậy, thần điện đã đánh lén ta ba lần, cũng ra tay với Đỗ cung chủ, ta sợ không bao lâu, các đại tông môn đều sẽ nghênh đón nguy hiểm. Ta trở thành tứ tông chi chủ, chỉ hy vọng bốn đại tông môn chúng ta có thể liên hợp chung một chỗ, cùng tiến cùng lui. Trương Huyền nói, vốn hắn đối với tông chủ vị,
không có bất kỳ hứng thú gì, mà bây giờ, liên tục bị thần điện đánh lén, Đỗ Thanh Diên cung chủ sống chết không rõ. Mấy tông môn vẫn chia rẽ mà nói, sớm muộn đều sẽ bị công phá. Đánh lén 3 lần. Đám người đều nghi ngờ nhìn lại. Trương Huyền 3 lần bị đánh lén, nói rõ chi tiết 1 lần. Sắc mặt của mọi người đều trở nên xanh xám. Thần điện cao cao tại thượng, vậy mà lại đối với một người đánh lén 3 lần, không tiếc phái ra 2 vị cường giả ngụy thần cảnh, rất nhiều tiên quân đỉnh phong. Quá ác độc đi. Tức giận đồng thời cũng khiếp sợ. 3 lần đánh lén, cho dù bọn họ gặp được một cái, cũng khó mà chống lại, vị tông chủ này, không chỉ không có việc gì, còn chém giết toàn bộ kẻ đánh lén. Thực lực mạnh mẽ đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Tông chủ trước đó nói, thuần phục 4 tiên thú ngụy thần cảnh. Tần Nguyên trưởng lão nhìn qua. Trước đó tông chủ nói trong chiến đấu, có tiên thú ngụy thần cảnh. Thú sủng ngụy thần cảnh, vạn thú môn nhiều năm như vậy cũng không có thuần phục 1 con. Một người thuần phục 4 con, thật hay giả. Là đại dương xuất hiện 4 tiên thú. Tinh thần Trương Huyền khẽ động, đám thú huyền bối quy xuất hiện ở trước mặt mọi người, từng cái tỏa ra khí tức cường đại đến cực điểm, tràn ngập toàn bộ đại điện. Quả nhiên, đám người đồng tử co rút lại. Hàn Kiếm Thu thì con mắt sáng lên, tự lẩm bẩm. Nói như vậy, chúng ta đã không chỉ là 4 đại tông môn liên hợp, còn liên hợp đại dương. Đúng vậy. Mọi người đồng thời phản ứng lại. Nếu như nói, 4 đại tông môn liên hợp, chống lại thần điện có lẽ còn có chút lực bất tòng tâm, như vậy thêm vào đại dương, lại khác biệt. Đại dương bao la không gì sánh được, trong đó sinh mệnh nhiều vô số kể, có thể liên hợp cùng một chỗ mà nói, so với bất kỳ tông môn nào ở trên đại lục cũng cường đại hơn. Nói cách khác, khống chế tốt lực lượng này, đã không phải là 4 tông liên hợp, mà tương đương với 5 tông, 6 tông. Hoặc càng nhiều. Đại dương sớm đã liên hợp cùng một chỗ, mấy trăm tiên quân đỉnh phong, chỉ cần có mệnh lệnh, sẽ trong thời gian ngắn tập hợp. Trương Huyền gật đầu. Đại Sa vốn định thành lập vương quốc đại dương, đã hội tụ phần lớn tiên quân đỉnh phong ở dưới trướng, chỉ cần ra lệnh 1 tiếng, hoàn toàn có thể nghe theo mệnh lệnh, làm bất cứ chuyện gì. Có thế lực cường đại như vậy dung hợp vào, đám người lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt, tràn đầy tôn sùng. Nếu như nói vừa rồi, nghe được vị này một người thân kiêm tông chủ 4 đại tông môn, còn có chút lo lắng, sợ ứng đối không được, giờ phút này đã triệt để yên tâm. Bản thân nắm giữ thực lực ngụy thần cảnh, 4 tiên thú ngụy thần cảnh, lại thêm 2 vũ khí ngụy thần cảnh. Một người ra mặt, tương đương với 5 ngụy thần, ở trên đại lục tuyệt đối được cho đứng đầu nhất, so với Khổng Điện chủ trong truyền thuyết cũng không kém chút nào. Có người này lãnh đạo, lo gì 4 đại tông môn không nhanh chóng tiến bộ. Tông chủ, thông thiên kiều sắp mở ra, chúng ta cũng nên đi tới tiếp thiên thạch, người một người thân kiêm tông chủ 4 đại tông môn. Danh ngạch nên phân phối như thế nào? Khôi Hiểu trưởng lão nhịn không được nói. Vốn bọn hắn ý nghĩ là, để tông chủ xông thông thiên kiều, hiện tại 4 đại tông chủ hợp thành 1 người, nói cách khác, thoáng cái trống ra 3 danh ngạch. Ta mượn dùng danh ngạch của Trục Tinh Cung, Lăng Vân Kiếm Các, Thất Tinh Lâu, Vạn Thú Môn, các ngươi đều tự chọn phái đi 1 cường giả chưa tròn 100 tuổi ra. Cùng ta chung một chỗ xông thông thiên kiều. Trầm ngâm phút chốc, Trương Huyền nói. 1 người chiếm cứ 4 danh ngạch, tương đương với lãng phí. Trục Tinh Cung, đạt được máu tươi của Lạc Nhược Hy, nắm giữ thủ đoạn tạo nên ngụy thần, danh ngạch không có cấp bách như những tông môn khác. Cái này đơn giản, chỉ là võ sĩ thần điện mạnh mẽ vô song, ta sợ. Người bình thường coi như đi qua, cũng là tự tìm đường chết. Hàn Kiếm Thu cau mày. Lăng Vân Kiếm Các, cùng Thất Tinh Lâu, Vạn Thú Môn, nếu có nắm chắc, cũng sẽ không để một người mới quen không lâu làm tông chủ. Vì không lãng phí danh ngạch, trước đó tuyển chọn người, là có thể bổ sung lên, nhưng muốn thông qua thông thiên kiều khảo hạch, đánh bại võ sĩ thần điện, vẫn không dễ dàng như vậy, thậm chí có thể nói. Hầu như không có khả năng. Bọn người an bài tốt người, đưa đến trước mặt ta, ta giảng bài cho bọn hắn, tuy cách thông thiên kiều triệt để mở ra không có thời gian quá dài, nghiêm túc học tập mà nói, hẳn sẽ có ích lợi không nhỏ. Trầm tư một chút, Trương Huyền nói. Lâm Trận mới mài gươm, không sắc thì cũng sáng. Huống chi hắn tự mình chỉ điểm. Không nói trước, hắn lý giải võ kỹ cùng công pháp, chỉ nói cùng cao thủ thần điện giao thủ 4 lần, đánh giết 3 vị ngụy thần cùng rất nhiều tiên quân. Muốn nói 6 đại tông môn ai hiểu rõ phương thức chiến đấu của võ sĩ thần điện nhất, trừ hắn thì không còn những người khác. Lại thương nghị thoáng cái, hướng đi sau đó của 4 tông môn, Trương Huyền từng cái an bài.
Tuy tông chủ làm trưởng quỹ buông tay, nhưng ở danh sư đại lục, từng đứng ở đỉnh phong thế giới, càng nhìn qua không biết bao nhiêu thư tịch, tông chủ sáu đại tông môn thoạt nhìn lần đầu tiên đi làm, trên thực tế không ít chuyện xe nhẹ đường quen, cực kỳ thành thạo. Trước đó, mấy vị trưởng lão còn cảm thấy hắn quá trẻ, nghe xong phương thức cùng phương pháp xử lý sự tình, lần nữa lộ ra khâm phục. Rất nhiều thủ đoạn là bọn họ không nghĩ đến. Dựa theo đối phương nói đi làm, bốn đại tông môn không chỉ thân mật vô gian, còn sẽ càng ngày càng cường đại, đối kháng thần điện cũng có vốn liếng. Đây là ta nhằm vào đệ tử bốn đại tông môn, vừa mới nghiên cứu ra công pháp, từ cổ thánh đến tiên quân, tạo thành một hệ thống đặc biệt, các ngươi truyền cho môn nhân, có thể cấp tốc tăng cao tu vi, thực lực đại tiến. An bài xong tất cả, Trương Huyền lấy ra mười mấy ngọc bài đưa tới. Công pháp của bốn đại tông môn, tất cả đều nghiên cứu qua một lần, vừa rồi trong lúc kế nhiệm đều tự sửa sang lại một lần. Mặc dù không phải công pháp thiên đạo tinh giản, nhưng so với trước đó bọn họ tu luyện mạnh hơn rất nhiều, đối với bốn đại tông môn có trợ giúp rất lớn. Đám người nhận lấy ngọc bài, nhìn sang, trong gian phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó tất cả đều run rẩy. Tông chủ thay đổi công pháp, ảo diệu vô tận, thật muốn truyền thụ cho đệ tử, có thể đoán được, thực lực của tất cả mọi người sẽ lên như nấm, liên tục tăng lên, triệt để ném huyền kính môn, phiêu miễu tiên tông đến sau lưng. Đi đi, chẳng muốn tiếp tục phí lời, Trương Huyền khoát tay áo. Mấy vị trưởng lão vội vã rời khỏi, truyền công pháp ra ngoài. Thấy bọn họ rời khỏi, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Mấy vị trưởng lão này, bản thân phụng hắn làm tông chủ, giải thích đơn giản, nhưng muốn để đệ tử tông môn công nhận, liền không dễ dàng như vậy, có điều chỉ cần phát những công pháp này xuống, tất cả mọi người khẳng định đều sẽ vô cùng khâm phục. Đến lúc đó, kỷ luật nghiêm minh, sẽ không hư tình giả ý, qua loa ứng phó, tứ tông tông chủ cũng coi như triệt để ngồi vững vàng, bốn đại tông môn tụ lại cùng một chỗ. Kẹt kẹt, trong lòng đang suy tính, sau khi thần điện nhìn thấy cử động của mình, sẽ có động tác hay không, liền nghe cửa phòng mở ra, ngẩng đầu nhìn lại, một đồng tử đi vào. Thiếu gia, đồng tử quỳ xuống đất. Một thần, ngươi, không sao. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Không phải người khác, chính là thần Dung Hoàng ban đầu ở danh sư đại lục đã tử vong. Không nghĩ tới Đỗ Cung Chủ thật cứu sống hắn, hơn nữa luyện chế lại một thân thể mới. Vâng, hốc mắt một thần đỏ lên. Tuy dị linh cùng danh sư đối địch, nhưng nếu như không phải vị trước mắt này, hắn khẳng định đã sớm chết. Thế nào, thực lực đã khôi phục chưa? Liếc mắt nhìn, vậy mà không phát hiện được tu vi của đối phương, Trương Huyền nhìn không được hỏi. Ta được đưa tới nơi này, Đỗ Cung Chủ dùng đồ vật chân quý nhất giúp ta luyện chế lại một thân thể, càng cho ta một giọt thần huyết, cho nên hiện tại ta không chỉ triệt để khôi phục, tu vi còn đạt đến ngụy thần cảnh. Một thần nói kinh nghiệm của mình, lại không che giấu, khí tức như rồng. Ngụy thần, hắn ở danh sư đại lục, Lạc Nhược Hy từng ban tặng qua phương pháp ngụy trang, cho nên tuy đã đến ngụy thần, nhưng nếu không tiết lộ khí tức, căn bản không có người nhìn ra được. Hết chương 3708. Chương 3709. Mấu chốt đột phá ngụy thần. Trương Huyền tràn đầy rung động. Lúc trước một thần bị Đỗ Cung Chủ mang đi, chẳng qua là cổ thánh tam trọng đỉnh phong, khoảng cách tứ trọng còn có chênh lệch nhất định, không nghĩ tới mới tới bao lâu, không chỉ lần nữa có thân thể, tu vi đột phá đến ngụy thần. Xem ra vị Đỗ Cung Chủ này, cũng không qua loa bản thân, thật đáp ứng yêu cầu của mình, hơn nữa làm đến cực hạn. Trong khoảng thời gian này, người một mực đi theo sau lưng Đỗ Cung Chủ. Trương Huyền hỏi. Bởi vì hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, đối phương đi vào thượng thương, cũng không so với bản thân quá nhiều. Vâng. Khí tức trên người một thần lần nữa áp chế lại, từ xa nhìn lại, vẫn như cũ là đồng tử phổ thông. Mấy ngày trước, nghe được tin tức thiếu gia trở thành tông chủ Lăng Vân kiếm các, Đỗ Cung Chủ liền dẫn ta đi qua tìm kiếm. Các ngươi đi tìm ta. Trương Huyền ngẩn ngơ. Một thần tỉ mỉ nói sự tình trước đó một phen. Nghe xong, Trương Huyền cười khổ. Lúc trước hắn căn bản không biết Đỗ Thanh Diên chính là vị thần linh một thần triệu hoán, tự nhiên không có khả năng một mực chờ ở tại chỗ. Trương Huyền hỏi. Người đã một mực ở bên cạnh Đỗ Cung Chủ, có biết tin tức của Lạc Nhược Hy hay không? Muốn nói, thượng thương ai biết rõ ràng Lạc Nhược Hy nhất, khẳng định là vị trước mắt này. Thời điểm ở danh sư đại lục, chính là tùy tùng của đối phương, cũng chính là hắn tiến hành triệu hoán, mới để cho Lạc Nhược Hy thành công giáng lâm danh sư đại lục. Tiểu thư nàng, đã trở lại thần giới.
Suy nghĩ phút chốc, một thần nói. Nàng là linh thần của thần giới, đạt được đồ vật muốn lấy được, tự nhiên phải trở lại thế giới cũ. Căn cứ tin tức ta biết, thời điểm nàng đi vào thượng thương đã bị thương. Giới vực của thần giới, thượng thương cùng với danh sư đại lục vô cùng chắc chắn, cho dù nàng là linh thần, cũng không cách nào phá vỡ tự do giáng lâm, chỉ có thể mượn hạ giới tế tự cùng triệu hoán. Một thần giải thích, lúc ấy, ta cùng Đỗ cung chủ, một cái ở thượng thương, một cái ở danh sư đại lục cùng triệu hoán, mới để nàng hàng lâm xuống, bất quá không gian bích lũy quá cường đại, để nàng bị thương cực nặng. Thần huyết để cho ta tấn cấp, chính là nàng rơi xuống. Trương Huyền im lặng. Lúc trước đại sa tỉ mỉ giảng giải tình cảnh thần linh giáng lâm, hắn liền đoán được loại khả năng này, chỉ là nghe nói như thế, vẫn có chút đau lòng. Ngươi có biết, nàng đi danh sư đại lục mục đích là cái gì không? Thực lực của hắn bây giờ, muốn trở lại danh sư đại lục cũng không làm được, huống chi liên tục xuyên qua hai hàng rào giới vực. Độ khó lớn, có thể tưởng tượng được. Tiêu phí tâm huyết như vậy, bản thân bị trọng thương, cũng không thể chỉ vì đi gặp mình, hơn nữa cùng mình yêu đương a. Có phải là vì Xuân Thu Đại Điển không? Một thần nói. Tuy Xuân Thu Đại Điển mạnh mẽ, nhưng đối với linh thần mà nói, cũng không tính cái gì. Trương Huyền cau mày. Xuân Thu Đại Điển, hắn thấy tận mắt, ở danh sư đại lục quả thực là bảo vật tuyệt đỉnh, không có bất kỳ vật gì có thể thay thế, nhưng ở thượng thương coi như không đến đỉnh tiêm, huống chi là thần giới. Có thể xuyên qua hai giới vực, chỉ trọng thương không chết, thực lực của Lạc Nhược Hy có thể tưởng tượng được. Tu vi như thế, vì một bảo vật bình thường. Làm sao cũng không nghĩ ra. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, có điều ta hỏi thăm qua một lần, tiểu thư nói, nàng có người muốn đối phó, thực lực rất mạnh, cần đạt được món bảo vật này mới có thể tìm hiểu rõ ràng hơn. Nhớ lại thoáng cái, một thần nói. Trương Huyền cau mày. Xuân Thu Đại Điển, dính dáng thời gian cùng không gian pháp tắc ảo diệu, chẳng lẽ cửu nhân của Lạc Nhược Hy am hiểu thời không pháp tắc? Những cái này dính dáng bí ẩn của linh thần, ta không có tư cách biết. Một thần nói. Vậy ngươi có biết, làm sao mới có thể liên hệ Lạc Nhược Hy hay không? Đỗ cung chủ mượn tế đàn đặc thù của Trục Tinh Cung, có thể tế tự thần giới, tới câu thông, bất quá cần rất nhiều đồ vật tế tự, đương nhiên có thể liên hệ đến tiểu thư hay không, ta cũng không xác định. Một thần nói. Tế tự, tế đàn. Mắt Trương Huyền sáng lên. Trước đó không hiểu vì sao thần điện muốn cướp đoạt tế đàn của Trục Tinh Cung, thậm chí không tiếc không nể mặt mũi, nguyên lai dính dáng đến câu thông thần giới. Di khí đại lục, bị thần linh vứt bỏ. Thần điện ở chỗ này, chính là phòng ngừa người nơi này câu thông thần giới. Chỉ là truyền tin tức ngược lại cũng thôi, trực tiếp triệu hoán thần linh xuống, nhất định chạm đến kiêng kỵ, có lẽ nguyên nhân chính là như vậy, đối phương mới không từ thủ đoạn. Xem ra nhất định phải nhanh tìm được Đỗ cung chủ mất tích cùng tế đàn. Đúng rồi, thần điện có thể câu thông thần giới hay không? Trương Huyền hỏi. Thần điện đã tỏa trấn ở đây, có lẽ cũng có thể câu thông thần giới, thậm chí. Trực tiếp đi vào. Một thần lắc đầu. Thần điện thần bí, từ trước tới nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, trừ trăm năm một lần thông thiên kiều mở ra, dưới tình huống bình thường, là không để ý tới sáu đại tông môn. Cho nên cho dù Trục Tinh Cung thành lập mấy ngàn năm, đối với thần điện vẫn biết không nhiều. Những tông môn khác cũng như vậy. Lại hỏi thăm một ít, một thần tới đây không lâu, biết cũng không nhiều. Đi theo ta a, thông thiên kiều sắp mở, không có gì bất ngờ xảy ra, sự tình muốn biết đều có thể ở đây tìm ra đáp án. Muốn biết hỏi một lần, một thần cũng giống như mình, đối với thân phận và địa vị của Lạc Nhược Hy ở thần giới, đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả, Trương Huyền không hỏi nữa. Thần điện tìm cơ hội bắt mình, mục đích là gì cũng không rõ ràng, nhưng thông thiên kiều mở ra, sáu đại tông môn tề tụ, bất luận loại mục đích nào, khẳng định cũng sẽ ở giờ phút này lộ ra nguyên hình. Nếu không một khi bản thân đột phá đến ngụy thần, đừng nói thần điện, xem như thiên đạo nơi này cũng đừng nghĩ vây khốn. Đến lúc đó, cũng không phải đối phương vây công, mà là hắn đi tìm thần điện phiền toái. Rõ ràng thực lực cực kỳ trọng yếu, ý niệm lần nữa đi vào trong thư viện thôi diễn. Nửa ngày sau, ba thiên tài của Lăng Vân Kiếm Các, Thất Tinh Lâu, Vạn Thú Môn tham gia tỉ thí đi vào trước mặt. Đều là tiên quân đỉnh phong, tuổi tác không cao hơn trăm tuổi. Thất Tinh Lâu Hồng Vũ trưởng lão thình lình xuất hiện. Tông chủ tìm chúng ta có chuyện gì? Đi vào trước mặt, trừ Hồng Vũ trưởng lão, hai người khác đều lấy thần sắc cổ quái nhìn về phía thanh niên trước mắt.
Mặc dù đã biết vị này thân là tứ tông tông chủ, trong lòng vẫn có chút không phục. Cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, liên thủ cũng tốt, thủ đoạn khác cũng được, có thể để cho ta lui về phía sau nửa bước, đã nói các ngươi lần này đi thông thiên kiều, có cơ hội vượt qua võ sĩ thần điện. Hai tay chắp sau lưng, Trương Huyền nói. Lui về phía sau nửa bước. Chuyện này là thật. Ánh mắt ba người đồng thời sáng lên. Mọi người thực lực tương đồng, coi như tông chủ Lý giải võ kỹ cùng kiếm pháp cực cao, nhưng trong 10 cái hô hấp, ba người liên thủ, để hắn lui về phía sau, hẳn là không khó. Không sai. Trương Huyền nhìn qua. Có điều, nếu như các ngươi không cách nào để cho ta lui về phía sau nửa bước, thậm chí ngay cả một chiêu của ta cũng không tiếp nổi. Trước khi thông thiên kiều mở ra, ta cho các ngươi tu luyện thế nào, liền tu luyện thế đó, không thể có bất kỳ lý do gì từ chối. Ba vị trước mắt này, cũng giống như mình, có tư cách đi vào thông thiên kiều, cũng không muốn thực lực quá yếu, giúp không được gì, bị kéo chân sau. Muốn bọn họ triệt để nghe theo mệnh lệnh, phương pháp chỉ có một, đó chính là đánh bọn họ phục. Chỉ có như vậy, đối phương mới có thể cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh lệnh, nghe theo sắp xếp của mình, không đến mức xuất hiện sơ suất. Yên tâm, nếu như ba chúng ta liên thủ, cũng ngăn cản không nổi tông chủ, tự nhiên nghe theo mệnh lệnh, tuyệt không dám phí lời. Vốn bọn họ đều có cơ hội trở thành tông chủ, hiện tại cơ hội này toàn bộ chồng chất đến trên thân người trẻ tuổi kia, đổi lại ai cũng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Ầm ầm, tiếng nói kết thúc, ba người đồng thời ra tay, bàn tay hồng vũ trưởng lão cuồn cuộn, một bộ võ kỹ đứng đầu nhất nghiền ép tới. Vị thiên tài kia của Lăng Vân kiếm các, kiếm mang âm u tĩnh mịch, vừa ra tay liền thi triển ra kiếm pháp cường đại nhất. Còn vạn thú môn, trực tiếp tế ra thú sủng, lại là hai hắc hổ thú sinh đôi tiên quân đỉnh phong. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Sức chiến đấu của ba người này, ở tiên quân đỉnh phong bình thường, quả thực được cho khá cao, nhưng so sánh với võ sĩ thần điện, quả thực kém rất lớn. Người sau cũng bị bản thân giết chết rất nhiều, bọn họ làm sao có thể chống lại. Cũng không xuất kiếm, năm ngón tay mở ra nhẹ nhàng phất một cái, ba người tựa như rơi vào sa mạc vô biên, chạy trốn không ra. Sau một khắc, nhẹ nhàng đè ép. Lạch cạch. Trường kiếm rơi xuống, võ kỹ sụp đổ, hai tiên thú nghẹn ngào. Ba vị thiên tài đồng loạt té ngã trên đất, không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Mạnh như vậy. Bờ môi run rẩy, ba người khó có thể tin. Vốn cho rằng, vị tân nhiệm tông chủ này, coi như mạnh hơn bọn họ một ít, cũng sẽ không mạnh mẽ quá nhiều, chân chính giao thủ mới hiểu được, đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Loại thực lực này, chỉ sợ ngụy thần cảnh trong tông môn cũng chưa chắc có thể chống lại. Có bằng lòng nhận thua hay không? Một chiêu đánh bại ba người, Trương Huyền cười cười. Chúng ta nhận thua. Ba người triệt để khâm phục. Đây là ta nhằm vào công pháp ba người các ngươi tu luyện, sáng lập ra pháp quyết, căn cứ cái này tu luyện, trong 3 ngày, sức chiến đấu có thể tăng lên một đoạn dài, có cái gì không hiểu, có thể tùy thời hỏi thăm. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra 3 ngọc phù, nhẹ nhàng điểm một cái, 3 đạo ý niệm tiến vào bên trong. Ba người nghi ngờ nhận lấy ngọc bài, xem xong nội dung trong đó, từng cái khiếp sợ nói không ra lời. Đi đi, không để ý tới bọn họ kích động. Tâm thần Trương Huyền tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ làm sao tấn cấp ngụy thần. Trong lịch sử thượng thương, không biết bao nhiêu cường giả xung kích qua ngụy thần, cũng lưu lại không ít kinh nghiệm cùng lý niệm quý báu, đáng tiếc trừ khi đi vào thông thiên kiều, nếu không tỷ lệ thành công thực sự quá nhỏ. Có lẽ giống như danh sư đại lục xung kích cổ thánh, thượng thương thiếu hụt một loại đồ vật có thể để người ta tấn cấp. Xem xong những sách vở này, trong lòng Trương Huyền đã có đáp án. Thật ra thì không phải tiền nhân thiên tư không đủ, mà là thượng thương giống như danh sư đại lục lúc trước, thiếu hụt đồ vật có thể để người ta tấn cấp ngụy thần, cái gọi là cướp đoạt chữ thần, hẳn là cướp đoạt thứ này, tu luyện giả mới có thể mượn cơ hội đột phá cửa ải cuối cùng. Nguyên nhân chính là như vậy, cho dù thông thần điện không đi vào thông thiên kiều, cũng có thể xuất hiện ngụy thần, cái khác sẽ rất khó, cho dù là Lăng Vân kiếm các. Hết chương 3709. Chương 3710. Tiếp thiên thạch. Sáng tạo một bộ công pháp thuộc về mình rất khó, cần phải có kiến thức cùng định lực. Biết không phải là sự tình một sớm một chiều, Trương Huyền cũng không sốt ruột. Rất nhanh, mấy ngày trôi qua, thông thiên kiều sẽ ở ngày hôm nay mở ra, Trương Huyền mang theo đám người thẳng tắp bay về phía tiếp thiên thạch. Tiếp thiên thạch ở trục tinh hải, cách trục tinh đảo không xa, ngồi tiên thú phi hành, sau 2 canh giờ, nhìn thấy một hòn đảo trụi lùi xuất hiện ở trong tầm mắt.
hòn đảo này, đứng sừng sững ở trên mặt biển, tựa như một cô phong, lại như cây cột to lớn, không biết cao bao nhiêu, nhìn không thấy cuối cùng. Truyền thuyết, không biết bao nhiêu năm trước, thương thiên sụp đổ, sinh linh đại lục đổ thán, một vị siêu cấp cường giả chém bốn chân của một rùa biển to lớn, xem như cây cột chống vững thượng thương, về sau thời gian thấm thoát, thương hải tang điền, chân biến thành cột đá, cũng chính là tiếp thiên thạch trước mắt. Nhìn hòn đảo trước mắt cao vút trong mây, Hàn Kiếm Thu nói. Đây đều là truyền thuyết, đảo hoang này cao vượt qua mấy vạn trượng, trên thế giới nào có rùa biển lớn như vậy? Khôi Hiểu trưởng lão lắc đầu. Lại nói, thương thiên thật muốn sụp đổ, há có thể là bốn cái chân có thể chống đỡ? Này cũng phải. Mọi người đều cười cười. Mỗi thế giới đều có thần thoại truyền thuyết, đại biểu hy vọng của nhân loại, di khí đại lục cũng không ngoại lệ. Trương Huyền nhìn về phía tiếp thiên thạch. Tuy biết rõ không có khả năng giống như mọi người nói, là bốn chân của rùa biển, nhưng một tảng đá to lớn kết nối không chung cùng đại dương, hơn nữa sừng sững không biết bao nhiêu năm không ngã, quả thực hết sức kỳ quái. Minh Lý Chi nhãn nhúc nhích, nhìn kỹ lại, rất nhanh cảm giác được không đúng. Tiếp thiên thạch trước mắt, xem ra chỉ là tảng đá phổ thông, trên thực tế mặt ngoài che kín rậm rạp chẳng chỉ trận văn đặc thù. Có thứ này, mới để cho cột đá chống cự lại mưa gió cùng hải yêu công kích, không chịu đến một chút xâm hại. Trận văn thật huyền diệu. Nhìn một hồi, Trương Huyền phát hiện, lấy nhãn lực của hắn vậy mà hoàn toàn xem không hiểu. Thần điện ở phía trên. Trong lòng toát ra ý nghĩ, nhịn không được hỏi. Hàn Kiếm Thu gật đầu. Vừa nói vừa bay về phía tảng đá. Đám người theo sát lên. Dọc theo tiếp thiên thạch bay lên, kèm theo độ cao tăng, Trương Huyền cảm thấy áp lực trên người càng ngày càng nặng, thật giống như phía trên có một bàn tay lớn mạnh mẽ chân áp hắn xuống, không muốn để hắn tiếp xúc bí mật cao hơn. Mọi người toàn lực ứng phó, có thể leo lên tiếp thiên thạch, bản thân cũng là một loại khảo nghiệm. Thấy các tiên quân đi theo ở sau lưng bọn họ từng cái vẻ mặt biến hóa, Hàn Kiếm Thu nói. Đối với ngụy thần, loại áp lực này không tính là gì, nhưng đối với tiên quân mà nói, cho dù là cường giả đỉnh phong, cũng rất khó một hơi bay đến trên tiếp thiên thạch. Bản thân cái này chính là một loại khảo nghiệm. Sáu đại tông môn cường giả vô số, nhưng có thể thông qua, số lượng sẽ không quá nhiều. Có chút giống thế giới trong khổng miếu. Trương Huyền cười cười. Đối với hắn mà nói, phía trên áp lực rất lớn, nhưng còn không đạt tới tình trạng để hắn vô lực. Lúc trước ở khổng miếu, liền gặp được loại tình huống này, không chung có áp lực đặc thù, làm cho không người nào có thể bay lên. Tiếp thiên thạch này, xem ra chỉ có mấy vạn mét, không tính quá cao, nhưng toàn thân che kín hoa văn đặc thù, tự nhiên tạo thành một loại trận pháp giam cầm, trừ khi tu vi đi đến, nếu không cứng rắn xông lên, rất dễ dàng dẫn đến tiên lực hỗn loạn không chịu nổi. Phốc! Đang suy tư, sau lưng một âm thanh hộc máu vang lên, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị trưởng lão của thất tinh lâu không chịu nổi, từ không trung ngã xuống. Vẫn chưa tới một nửa. Khôi Hiểu trưởng lão tông môn các ngươi, những năm này thực lực có phần lui bước a hát. Tần Nguyên trưởng lão cười hắc hắc. Bây giờ cách đỉnh cao nhất của tiếp thiên thạch còn có tiếp cận một nửa, cường giả tiên quân liền không chịu nổi, vị trưởng lão này của đối phương quá yếu đi. Khôi Hiểu trưởng lão không có trả lời, mà nhíu mày, cúi đầu nhìn lại. Hạ xuống một hồi. Vị trưởng lão kia ổn định thân hình, trên không trung thở hổn hển, không dám lên nữa. Tu vi đến cấp bậc như bọn họ, có thể tự chủ phi hành, khẳng định là ngã không chết, chỉ không nghĩ tới, ngay cả một nửa cũng không có bay đến. Dựa theo lệ cũ trước kia, trưởng lão có thể cùng đi, đều là người nổi bật trong tông môn, ít nhất cũng bay đến khoảng 7 phần 10 độ cao, mới có thể không chịu nổi. Phốc, đang nghi hoặc, cách đó không xa lại có trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi. Từ không trung rơi xuống. Trưởng lão Vạn Thú Môn. Ngươi. Sắc mặt Tần Nguyên trưởng lão xanh xám. Vừa cười người xong, bên mình liền có người rơi xuống, đánh mặt rất nhanh a. Hình như áp lực lớn hơn thường ngày. Vẻ mặt Hàn Kiếm Thu nghiêm túc nói. Sửng sốt một chút, Khôi Hiểu cùng Tần Nguyên đồng thời cảm thụ, lông mày nhảy dựng. Quả thế. Bọn họ là cường giả ngụy thần cảnh, đối với loại áp lực nhằm vào tiên quân này không quá mẫn cảm. Trước đó không chút để ý, giờ phút này tìm tòi kiểm tra, liền phát giác dọc theo tiếp thiên thạch cảm giác áp bách, sau trăm năm trước tăng cường tiếp cận gấp đôi. Dưới tình huống bình thường, loại cảm giác áp bách này, phải phi hành đến độ cao khoảng 7 phần 10, mới có thể cảm nhận được. Loại áp lực này, mấy ngàn năm qua cũng không có thay đổi qua,
làm sao đột nhiên trở nên lớn. Tần Nguyên trưởng lão khó tin. Muốn leo lên tiếp thiên thạch, sẽ tiếp nhận không trung áp bức, đây là quy củ mấy ngàn năm qua không đổi, tình huống bình thường, loại áp lực này là sẽ không thay đổi, làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Đoán chừng liên quan đến thông thiên kiều trước thời hạn mở ra. Hàn Kiếm Thu nói, thông thiên kiều trăm năm mở ra một lần, sớm đã thành kết luận, bởi vậy mỗi tông môn đều sẽ sớm chuẩn bị, dựa theo thời gian trước kia suy tính, khoảng cách mở ra còn có một đoạn thời gian rất lớn, giờ phút này lại đột nhiên mở ra, không có bất kỳ dấu hiệu gì. Có phải áp lực tăng lớn, liên quan đến cái này hay không? Không cần quan tâm nhiều, áp lực tăng lớn, mọi người nhất định phải tập trung tinh thần, chỉ có leo lên tiếp thiên thạch, mới có tư cách tiến vào thông thiên kiều, thành tựu ngụy thần, nếu không chỉ có thể đợi thêm trăm năm. Cường giả tiên quân chỉ có 300 năm tuổi thọ, 100 năm, tương đương với 1/3, không biết bao nhiêu người xong rồi. Vâng, đám người cũng ý thức được tàn khốc, không còn thả lỏng như trước đó, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, cấp tốc bay lên trên không. Kèm theo độ cao phi hành tăng thêm, lần nữa có người không chịu nổi, liên tiếp có người từ không trung rơi xuống. Bay đến 7/10 độ cao, toàn bộ đội ngũ chỉ còn lại có mười mấy, không đủ 20. Ba người cùng Trương Huyền xung kích thông thiên kiều, trong khoảng thời gian này đặc huấn, sức chiến đấu tăng lên không biết bao nhiêu, lúc này mới kiên trì nổi, đổi lại trước kia, chỉ sợ ngay cả trèo lên đỉnh cũng không làm được. Tiếp thiên thạch cũng lên không được, thông thiên kiều tự nhiên liền không có hy vọng. Còn có thể kiên trì không? Thấy trên đầu ba người mồ hôi chảy ròng ròng, quần áo ướt hơn phân nửa, Trương Huyền nhíu mày hỏi. Có thể. Hồng Vũ trưởng lão nghiến răng. Đám người tiếp tục tiến lên. Đi vào 8 thành độ cao, chỉ còn lại có mấy vị ngụy thần khôi hiểu, Hàn Kiếm Thu, cùng với ba người trải qua đặc huấn. Lúc này đám người Tần Nguyên không cảm thấy cái gì, nhưng đám người Hồng Vũ trưởng lão đã có phần không kiên trì nổi. Thân thể không ngừng run rẩy, tay chân như nhũn ra, tựa như lúc nào cũng sẽ từ không trung té xuống. Chẳng lẽ ngay cả tiếp thiên thạch cũng lên không được? Trương Huyền nhíu mày. Còn có mấy ngàn mét. Cái này cũng không kiên trì nổi, làm sao đi vào thông thiên kiều. Chẳng lẽ bản thân huấn luyện mấy ngày, biến thành công dã tràng. Các ngươi ở chỗ này chờ thoáng cái, ta đi lên trước nhìn một chút, đến cùng xảy ra biến cố gì, dẫn đến áp lực lớn như vậy. Dừng lại một chút, Trương Huyền bàn giao. Chống lại loại áp lực này, liên quan đến thực lực, tâm cảnh, trong thời gian ngắn, tìm không thấy biện pháp tốt hơn, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết nguồn gốc áp lực. Dọc theo vách đá cấp tốc bay lên trên, áp lực trở nên càng thêm sền sệt. Lông mày dương lên, thần chi kiếm ý trong cơ thể Trương Huyền chảy xuôi, thời gian nháy mắt, cả người biến thành một thanh trường kiếm sắc bén. Rầm, áp lực bị xé rách ra, nhẹ nhàng vụt qua, rơi vào trên tiếp thiên thạch. Là bình đài đường kính khoảng 100 mét, không có bất kỳ vật gì, phía trên là bầu trời đen nhánh, thần điện gì đó, căn bản không nhìn thấy. Đứng ở trên đài. Khống chế thân thể bay lên trên, liền phát hiện phía trên giường như có một tấm bình phong thiên nhiên, cô lập toàn bộ thế giới, bất luận tiên lực vận chuyển bao nhanh, đều không thể rời khỏi quá xa. Nói cách khác, cho dù là tu vi hiện tại của hắn, cũng không có cách nào bay lên, đi tìm cái gọi là thần điện. Dọc theo bệ đá dạo qua một vòng, phát hiện phía trên điêu khắc phù văn giống như cột đá. Có phải loại áp lực này, là bởi vì những phù văn kia sinh ra hay không? Mặc dù không hiểu ý nghĩa của phù văn, nhưng có thể để cho cột đá đứng sừng sững mấy ngàn năm không ngã, nhất định có năng lực đặc thù, có lẽ áp lực để đám người không cách nào tới chỗ này, cũng sinh ra như vậy. Ra, cổ tay khẽ đảo, đồng thường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, ngưng thần tĩnh khí, bỗng nhiên nhấn tới phù văn. Kiếm khí gào thét, tựa như cự long, ở trên bệ đá xoay quanh, thời gian nháy mắt chui vào trong phù văn. Vù. Toàn bộ đài cao lấp lánh ra hào quang chói sáng, tựa như cái gì bị kích hoạt. Quả thế, cảm thụ ánh sáng lóe lên, áp lực bốn phía quả nhiên có biến hóa, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, cổ tay rung lên, 9 chuôi trường kiếm tiên quân đỉnh phong xuất hiện, ở bốn phía thân thể tạo thành một kiếm trận đặc thù. Phá! Thần chi kiếm ý truyền vào trong đó, hô khẽ một tiếng. 10 chuôi trường kiếm rơi vào bốn phía bệ đá. Dù không hiểu ý nghĩa của những phù văn này, nhưng đối với trận pháp tìm hiểu rất nhiều, Minh Lý chi nhãn liếc nhìn, có thể rõ ràng phân biệt ra được trong đó tồn tại sơ hở cùng thiếu hụt. Những kiếm này chém xuống chỗ đó. Ầm ầm, vệt sáng khuấy động ra, trên không tán giật áp lực thật lớn biến mất.
Hô hô hô. Tiếng gió rít gào, đám người Hàn Kiếm Thu nhân cơ hội bay đi lên, đồng loạt rơi vào đài cao. Bù. Đám người vừa dừng lại, phù văn bốn phía giãy giụa, áp lực lần nữa quay về. Từ biến mất đến khôi phục, tổng cộng hai cái hô hấp, nếu không phải đám người phản ứng nhanh, sẽ lên không nổi. Lại có thể tự động khôi phục. Trương Huyền tràn đầy kinh ngạc. Còn tưởng rằng đã triệt để phá hoại phù văn hình thành lực lượng đặc thù, không nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy liền khôi phục như lúc ban đầu, không hổ là vật thần điện lưu lại, quả nhiên không đơn giản. Hết chương 3710. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 162.